Và xin chào các bạn cùng đến với đấu trường danh vọng Serie B mùa xuân 2019 trong lần đầu tiên được tổ chức. Tại đấu trường danh vọng Serie B thì đây là sân chơi lớn thứ hai của Liên Quân Mobile Việt Nam sau đấu trường danh vọng Serie A. Và đây cũng sẽ là cơ hội để cho hai đội tuyển dẫn đầu ở đấu trường danh vọng Serie B có cơ hội để tham dự vào đấu trường danh vọng Serie A của chúng ta ở giai đoạn mùa đông 2019 này. Nó sẽ mang lại rất nhiều cơ hội để cọ sát cho những đội tuyển chưa từng được tham dự đấu trường danh vọng Serie A. Còn đây là giải thưởng mà các đội tuyển ở đấu trường danh vọng Serie B chúng ta mùa giải năm nay có thể hướng đến với giải nhất, với phần thưởng tiền mặt là 40 triệu đồng, hạng nhì là 20 triệu đồng, hạng 3 và hạng 4 cùng có phần thưởng tiền mặt là 10 triệu đồng. Ngoài ra thì hai đội đứng ở vị trí đầu tiên và vị trí thứ hai sẽ có được suất tham dự đấu trường danh vọng mùa đông 2019. Có lẽ đây mới chính là điều mà các đội tuyển hướng đến nhiều nhất nhiều hơn cả là giải thưởng 40 triệu cũng như là 20 triệu dành cho hai đội dẫn đầu của chúng ta tại đấu trường danh vọng Serie B. Đấu trường danh vọng Serie B mùa đầu tiên thì sẽ có tổng cộng là 6 đội tham dự. Đây là đội hình của Evot Esports. Chúng ta có thể nhìn thấy TF, một gương mặt thân quen với các khán giả của đấu trường danh vọng. Còn đây là GTV, đội tuyển sẽ tới với đấu trường danh vọng Serie B và mang lại rất nhiều hoài niệm về một game TV. Đây là IGP Gaming, đội tuyển xếp ở vị trí thứ 7 tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 và xuống chơi tại Serie B và chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch và một suất lên hạng. Đây là iMaster, đội tuyển xếp ở vị trí thứ 3 ở khu vực vòng loại Thành phố Hồ Chí Minh và tới với đấu trường danh vọng Serie B sau khi giành chiến thắng trong cặp tiebreak. Còn đây là In the Dark của No Fear, đội tuyển vô địch vòng loại Thành phố Hồ Chí Minh của vòng loại quốc gia đấu trường danh vọng Serie B. Chúng ta có được tổng cộng là 6 đội tham dự và Money Over Baby là đội tuyển xếp ở vị trí thứ nhì của vòng loại khu vực Hà Nội. Có lẽ đây là một trong đội tuyển được đánh giá là thấp nhất ở đấu trường danh vọng Serie B trong lần đầu tiên được tổ chức. Hiện tại chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ nhất giữa IGP Gaming đối đầu với In The Dark. IGP Gaming, đội tuyển xếp ở hạng 7 của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Ngày hôm nay đội hình giao quân của họ đó là Kiệt Anh, Lucky, Lạc Lạc, Babyfest và Chobis. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hai tân binh trong đội hình của IGP Gaming, đó là Kiệt Anh và Chobis, những người đã đến với IGP Gaming từ Overclockers. Và đây sẽ là hai mảnh ghép cực kỳ quan trọng để giúp cho IGP Gaming, họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Serie B năm nay và tiếp tục sẽ củng cố cho cái vị trí đó, theo tôi là như vậy. Hoàn toàn đồng ý với anh Sơn khi mà KA với Chobit cũng có thể coi như là hai bản hợp đồng bom tấn của giải đấu trường danh vọng CB, bởi vì hai người chơi này đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường danh vọng của chúng ta. Họ cũng đã từng được thi đấu quốc tế trong màu áo của Overclocker và những kinh nghiệm đó chắc chắn là sẽ bổ sung rất nhiều và khiến cho IGP Gaming có phát triển lên rất nhiều. IGP Gaming ở mùa giải đấu trường danh vọng đầu tiên của họ là giải đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 thì đã để lại khá nhiều nuối tiếc trước khán giả khi mà họ cũng đã có những trận thi đấu rất tốt, làm khó được cả những đội tuyển đứng đầu và thậm chí là có cả những chiến thắng trước đội tuyển như là Box Gaming. Còn đây sẽ là đội hình của In The Dark ra quân đối đầu với IGP Gaming, đó là Chris Kuhn, Bless, No Fear, Martin và Garris. Trong đội hình của In The Dark thì có No Fear, cũng là một cựu thành viên của IGP Gaming tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 vừa qua. Sau lượt đi thì No Fear đã rời đi và bến đỗ mới của anh chính là In The Dark, đội tuyển đã vô địch vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đấu trường danh vọng CB. No Fear khi còn thi đấu cho IGP Gaming thì không được thi đấu ở vị trí sở trường, đó là vị trí đường giữa. Và ngày hôm nay khi đối đầu với đội tuyển cũ của mình thì chắc chắn là No Fear sẽ muốn thể hiện rất nhiều để có thể làm tốt nhất trước Lạc Lạc, một người chơi đi đường giữa cũng được đánh giá rất cao. Vâng, ngày hôm nay thì ở trong đội hình của In The Dark đều là những gương mặt rất là mới mẻ thôi. Chúng ta có hai gương mặt đáng chú ý, thứ nhất No Fear, thứ hai đó là PlaySS, là người đi rừng của bên phía In The Dark. Thì PlaySS trước đây có tên cũ là Sun và là người đi solo lên cho đội tuyển Tamago AA ở đấu trường danh vọng mùa đông năm 2018, và anh ta cũng là đồng đội cũ của No Fear ở thời điểm đó. Cùng với đó thì Score ở thời điểm đó cũng đã chơi cho Tamago AA. Hôm nay thì Score đang dự bị ở trong đội hình của IGP Gaming và thay thế cho Score đó là một gương mặt cực kỳ triển vọng, Kiệt Anh, người sẽ đi solo đường cho IGP Gaming. Kiệt Anh thì sẽ là một mảnh ghép tuyệt vời dành cho IGP Gaming trong giai đoạn mà họ tham dự vào đấu trường danh vọng Serie B.
thì ở vào thời điểm hiện tại, nếu như AC Milan họ có thể có được chức vô địch tại đấu trường danh vọng Serie B mùa này, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là rất nhiều những cái lợi cho đội tuyển AC Milan. Thứ nhất, họ sẽ có vé tham dự tại đấu trường danh vọng của mùa đông 2019. Thứ hai, sẽ có một phần thưởng rất lớn, đó là 40 triệu. Và nếu như chúng ta cộng cái phần thưởng mà AGP có được ở vị trí thứ 7 của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, đó là 120 triệu, thì tổng cộng họ sẽ có 160 triệu. Tức là đây là con số thậm chí là còn nhiều hơn cả đội xếp thứ 5 ở đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, đó là Pháp TV. Vừa rồi chúng ta cũng đã nhìn thấy key player của bên phía In The Dark, đó chính là No Fear, người đi đường giữa của đội tuyển này. No Fear ngày hôm nay sẽ có lần tái ngộ với những người đồng đội cũ của mình tại IGP và chắc chắn là rất muốn để mang lại một điều gì đó cho IGP. Chúng ta vừa nhìn thấy vị tướng ở key player của No Fear, đó là Tulen. Khi được hỏi về ba vị tướng yêu thích nhất trong Liên Quân Mobile của No Fear thì No Fear trả lời rằng đó là Tulen. Nó cho thấy sự yêu thích và sự thuận tay của vị tướng này đối với No Fear là như thế nào. Tulen cũng đang là một vị tướng mạnh ở phiên bản hiện tại mà đấu trường danh vọng CB của chúng ta sử dụng để thi đấu, và nó cũng là một vị tướng cực kỳ hiệu quả tại đấu trường danh vọng Serie A. Quay trở lại với phần ban pick của ván đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên của đấu trường danh vọng CB mùa giải đầu tiên, chúng ta có ISB Gaming ở bên phía đội xanh và In The Dark ở bên phía đội đỏ. Khi ở bên phía đội đỏ thì In The Dark cũng cấm đi Florentino, còn ISB Gaming thì họ cấm đi Timmy ở trong sự lựa chọn cấm đầu tiên của mình. Tất cả các trận đấu ở giai đoạn vòng bảng của Serie B sẽ diễn ra với thể thức là bo 3 và sẽ đánh vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra ba đội dẫn đầu tiến vào vòng đấu chung kết. Và ba đội này thì cũng sẽ đánh giống với đấu trường danh vọng Serie A, đó là đội xếp hạng 2 đánh với đội xếp hạng 3 trong trận bán kết, chọn ra đội xếp đội chiến thắng và đánh với đội xếp hạng nhất để tìm ra nhà vô địch của Serie B. Quay trở lại phần ban pick thì lượt cấm thứ nhất của cả IGP lẫn In The Dark đều đã diễn ra, với việc là IGP họ cấm đi Timmy và Darcy, In The Dark cấm đi Florentino cùng với đó là Richter. Như vậy là IGP mình họ đã chọn luôn cho mình đó là Hayate. Sở hữu KA trong đội hình nên dễ hiểu vì sao mà In The Dark phải cấm đi Richter của IGP Gaming. Còn IGP Gaming thì họ cấm đi Timmy và họ cấm đi Darcy. Sau đó họ có sự lựa chọn đầu tiên là một quân bài rất mạnh ở thời điểm tại, đó chính là Hayate. Và Hayate này không biết là sẽ ở trong tay của người chơi nào bên phía IGP Gaming. Họ có trong tay, họ có trong đội hình của mình khá nhiều tuyển thủ tài năng như là Lạc Lạc, như là cả Babyfest cũng có thể sử dụng tốt những vị tướng xạ thủ. Tôi nghĩ rằng Babyfest sẽ là người sử dụng vị tướng Hayate này, khi mà chúng ta vẫn biết đến Kiệt Anh với việc là anh ta thường chơi tốt những vị tướng theo thiên đường đấu sĩ. Thì đã có những lựa chọn tiếp theo dành cho In The Dark cùng với IGP Gaming. Hai lựa chọn đầu tiên của In The Dark đó là Veres cùng với Severa, không có gì là lạ với những lựa chọn này cả. Bên phía của IGP Gaming thì ngay lập tức họ đã lựa chọn cho mình đó là Bandung cùng với Tulen cho Lạc Lạc. Trước khi bước vào giải đấu CDB này thì Lạc Lạc trong phần phỏng vấn trước giải đã nói rằng là anh ta ngại nhất đó là In The Dark cùng với EVOS, chứ không phải là những đội tuyển ở khu vực Hà Nội, mà đó là cả hai đội tuyển đều xếp hạng nhất cùng với đó là hạng nhì ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay Lạc Lạc sẽ có cơ hội để đối đầu với In The Dark và anh ta sẽ có một kèo solo đường giữa rất đáng chú ý với No Fear, thì để xem là ai mới là người đi đường giữa tốt hơn những người đã từng đều khoác áo IGP Gaming trong mùa giải đấu trường danh vọng xuân 2019 này. Hai người đồng đội cũ của nhau, và vừa nhắc đến câu chuyện Tulen của No Fear thì ngay lập tức IGP Gaming đã lấy luôn. Lạc Lạc cũng là một người chơi Tulen cực kỳ hay. Và In The Dark họ có ba sự lựa chọn đầu tiên tôi đánh giá cũng là rất ổn, đó là Veres, đó là Sephira và đó là Theoanas nữa. Nhiều khả năng thì Sephira sẽ được sử dụng ở vị trí trợ thủ dành cho Theoanas. Tôi nghĩ là như vậy, với việc In The Dark cũng sẽ dồn nhiều tài nguyên dành cho người chơi Theoanas để có thể là một đối trọng thật sự to lớn với Hayate của bên phía IGP Gaming. Người của IGP thì chúng ta có lẽ cũng rất quen thuộc rồi, những con người này đều đã chơi tại đấu trường danh vọng thì không có gì là lạ cả. Kiệt Anh chắc chắn đi solo đường rồi, Ki sẽ là người đi rừng, Lạc Lạc đi mid, Wayfest sẽ đi một đường đơn và cho biết thì sẽ là người đi hỗ trợ thôi. Nhưng về đội hình của In The Dark thì những gương mặt này khá là mới mẻ, chúng tôi có lẽ cũng sẽ phải đưa ra những giới thiệu cho quý vị và các bạn có thể nắm được. Thì người đi đường giữa sẽ là No Fear, đi rừng là Blaze S, đi đường solo đường rồng đó là Martin, đi hỗ trợ là Garrix, và người đi solo lên còn lại là Quisku. Thì như đã nói, hai tuyển thủ đáng chú ý nhất sẽ là No Fear cùng với Blaze S, đó đều là những người đều đã tham dự vào trận danh vọng
và sẽ là những người có kinh nghiệm nhiều nhất, sẽ là những người dìu dắt cho những cái tên còn lại, những người hoàn toàn là không có một chút kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nào cả. Và nếu để nói về những thành viên còn lại thì một người cũng đáng chú ý đó chính là Martin, một người mà theo như cái bản giới thiệu của đội tuyển Iraq là một người tôi nghĩ rằng kiểu như dạng như thủ lĩnh về mặt tinh thần và đời sống của anh em. Martin là người đã gọi Chris Kuhn vào tham dự vào đội tuyển Iraq và cũng là người hòa đồng nhất để chơi với tất cả mọi người, có thể kết nối được với tất cả mọi người ở trong đội. Và Iron Dark ở trong giải đấu này thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ là một ẩn số thú vị mà chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi. Không phải đơn giản mà Lạc Lạc lại nói rằng là Iron Dark là một trong những đội tuyển mà IGP sẽ phải e ngại. IGP đương nhiên là ứng viên số 1 rồi. Còn Iron Dark họ sẽ là ứng cử viên tiếp theo khi mà họ cũng đã thể hiện được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua việc giành ngôi vô địch của vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng loại quốc gia đấu trường danh vọng CB. Và IGP Gaming cũng là đối thủ mà Inter Duck đánh giá cao nhất tại đấu trường danh vọng CB. Họ cũng rất muốn đả bại được đội cũng đã gây nhiều ấn tượng tại đấu trường danh vọng để qua đó thể hiện được tham vọng, thể hiện được tài năng của mình tại sân chơi chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile. Thực ra thì tôi xem bản giới thiệu của tất cả các đội tuyển ở Serie B lần này, họ đều ngại nhất là IGP. Đương nhiên rồi, IGP xếp hạng 7 của đấu trường danh vọng Serie A, mà chúng ta cũng biết rằng là cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp của Serie A và Serie B cũng là tương đối là lớn. Thì quay trở lại với phần cấm chọn của trận đấu đầu tiên này, ở bên phía của Inter Duck họ cấm đi Omen có lẽ là cấm hướng vào Kiệt Anh rồi, cả Richter cũng vậy, vẫn đang cấm một cách rất triệt để vào người đi đường đơn của bên phía IGP Gaming. Cùng với đó cấm luôn đi cả Quillen nữa. Quillen này sẽ là Quillen được dùng bởi Ki sẽ không có được vị sát thủ với khả năng sốc sát thương từ phía sau rất đáng sợ, và đây cũng là một sự bảo kê dành cho Teoanas. Bên phía của Inter Duck họ lựa chọn cho mình vị tướng đi rừng, đó là Murat này sẽ được sử dụng trong tay của Blake S. IGP bây giờ sẽ phải có hai lựa chọn cuối cùng của mình để có thể làm hoàn thiện được cái đội hình trong bàn đấu đầu tiên này, và đó sẽ là CDN cùng với Nakroth. Trước đó họ đã cấm đi The Flash, cùng với đó là Zephyr. Cấm đi The Flash, cấm đi Zephyr. Còn bên phía của Inter Duck thì họ cấm Quillen. Quillen cũng là vị tướng mà khi sở hữu đánh tốt nhất trong những ván đấu mà khi ra sân tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 vừa qua, và Inter Duck cũng đã rất cẩn thận cấm đi vị tướng này. Câu trả lời của Ki vẫn là một vị tướng sát thủ, đó là Nakroth, vẫn là một tướng cơ động, và người chơi xạ thủ của bên phía Inter Duck nhiều khả năng là Martin ở trong trận đấu này thì cũng cần hết sức đề phòng những tình huống băng vào đến từ Ki. Và đội hình của IGP Gaming là một đội hình có thể nói là khá đồng đều, họ có được một vị xạ thủ có sát thương lớn, họ có một người chơi đường một pháp sư cơ động, họ có một trợ thủ có khả năng mở giao tranh, và có một người chơi đường đơn có khả năng đến với giao tranh rất nhanh thông qua cái sứ mệnh cứu thế của mình. Sẽ là rất khó chịu với việc là cả xạ thủ của IGP Gaming, đó là Hayate, cùng với người đi đường giữa của họ là Tulen đều có khả năng lướt đi được. Với Hayate thì đó là cái ảnh biến, còn trong khi đó thì đối với Tulen thì lối động của anh ta có thể khiến cho Tulen rất rất cơ động trong tình huống giao tranh của mình. Bên phía của Inter Duck thì họ đã lựa chọn cho mình vị tướng trợ thủ, đó là Lumbua. Lumbua này thì sẽ nằm trong tay của Garrix, Martin Garrix là bộ đôi xạ thủ hỗ trợ mà Inter Duck có được tại đấu trường danh vọng CB một giải năm nay. Tôi cũng đã rất để ý tới hai cái tên này, nó cũng khá là hay. Ở đường giữa thì như vậy là Nofia sẽ chơi Sephira, như vậy là không giống những gì tôi dự đoán thì Sephira sẽ được Nofia mang ra khu vực đường giữa chứ không phải là ở trong tay Garrix và hỗ trợ dành cho Theonas của Martin. Như vậy là cả hai đội hình thì đều đã hoàn thiện. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị tới với ván đấu đầu tiên của mùa giải đầu tiên đấu trường danh vọng CB để xem là đó là đội tuyển Inter Duck sẽ làm gì được trước IGP Gaming. Với những gì mà chúng ta đã có được từ việc ban pick thì tôi thấy rằng lúc này IGP đang có cho mình một đội hình tương đối là ổn. Với những vị tướng tôi thấy rằng là hợp meta hiện tại, Hayate là một vị xạ thủ được tranh chấp hàng đầu vào lúc này rồi. Đương nhiên là Theoanas thì cũng có khả năng bắn tương đối ổn so với Hayate, nhưng đây là hai vị xạ thủ có thiên hướng khá là khác nhau. Theoanas sẽ cần phải nhận được một sự bảo kê tốt hơn nhiều so với Hayate, và điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Lubua ở trong tay của người đi hỗ trợ bên phía của Inter Duck, đó chính là Garrix. Còn đối với đội tuyển IGP Gaming thì họ cũng cần phải đề phòng khi mà đội hình của Inter Duck cũng là một đội hình rất mạnh với những vị tướng rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Phiên bản được sử dụng để thi đấu tại đấu trường danh vọng CB mùa giải đầu tiên đó là Beta 19, không phải là Beta 20 phiên bản mà hiện tại chúng ta vẫn thường chơi
ở máy chủ Liên Quân Mobile Việt Nam. Ở đây là những bước di chuyển đầu tiên đến từ cả 10 thành viên đến từ cả hai đội tuyển. ISP Gaming ở bên phía đội xanh cho biết cùng KA, hai thành viên mới của họ đang tiến thẳng ra mid. Cùng với đó là đúng Babyfest sẽ sử dụng cho mình vị tướng xạ thủ của bên phía ISP Gaming ở trong trận đấu này, đó là Hayate. Những phi tiêu đầu tiên được phóng ra bởi Babyfest nó trúng vào người của Garrus. Ki sẽ cho mình đó là con bùa xanh trước, ngược lại thì Murat trong tay của BlazeS sẽ chơi con bùa đỏ trước với những sự hỗ trợ đến từ những người đi đường đơn ở khu vực đường C ra, đó là CNN trong tay của Kiệt Anh, cùng với đó là VRS trong tay của Chris Ku. Ki lúc này ăn xong cho mình con bùa xanh và đang tiến đến con quái con đầu tiên của mình. Trong khi đó thì ở bên kia đang có những sự xâm lấn đến từ Chobit. Chobit bốc đầu Garrus ngược trở lại và tiếp tục đánh vào người của Garrus. Đang có những sự trao đổi chiêu thức đến từ hai vị tướng support của hai bên. Babyfest đang có mặt ở đây dùng chuỗi phi tiêu cấu máu vào người Garrus nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề xảy đến đối với Lumua. Babyfest là người đẩy đường nhanh hơn nên anh ta có thể tới với pha giao tranh 2-2 vừa rồi ở khu vực gần đường giữa nhanh hơn so với Theonas trong tay của Martin. Và bởi vì vậy mà trợ thủ của bên phía In The Dark đã bị đẩy lùi về. Bây giờ thì cho biết có mặt ở đây lại một lần nữa rút cho Babyfest đẩy đường nhanh hơn. Còn ở khu vực đường giữa thì Nofear đang là người chiếm được lợi thế ở trong những giai đoạn đầu tiên khi anh ta đã bắt cho Lạc Lạc phải trở về nhà. Tôi nghĩ rằng cái kèo giữa Tulen cùng với cả đó là Sephira thì Tulen sẽ là người có được ưu thế với việc là Tulen đẩy lính nhanh hơn khá nhiều so với Sephira. Nhưng có lẽ đó là tình huống mà anh ta đã dính phải một cái ao tù đến từ bên phía của Sephira. Còn đây là tình huống băng vào đến từ Babyfest yếu máu, đó là BlazeS. Nhưng ở ngoài thì Martin vẫn đang được bắn rất nhiều. Martin đang khiến cho Ki bị yếu máu và đã có mạng chiến công đầu dành cho Nofear. Ki phải nằm xuống và Nofear là người có được chiến công đầu. Một pha tập trung tốt đến từ In The Dark và chiến công đầu tiên của họ tại đấu trường danh vọng CB. Ở đây thì đúng lúc con rồng vừa ra và ba thành viên này của In The Dark sẽ ăn đi con rồng này mà không phải gặp phải bất cứ một sự truy cản nào đến từ các thành viên của ISP Gaming. Là một tình huống di chuyển tốt đến từ các thành viên của In The Dark. Và không phải ngẫu nhiên đâu mà Lạc Lạc nói rằng In The Dark là một trong đội tuyển khó chơi tại đấu trường danh vọng Serie B mùa này. Và điều đáng chú ý đó là Nofear, người đang xin lỗi các bạn, chính xác hơn đó là Martin, người cầm xạ thủ bên phía của In The Dark, họ đã có cho mình được đó là mạng chiến công đầu. Và anh ta sẽ có được lượng tiền tốt hơn, lúc này đã lên xong cho mình cái giày du mục và sẽ hướng đến đó là trang bị tiếp theo dành cho Theonas, nhiều khả năng là cái kiếm điện. Theonas đang di chuyển ra khu vực đường giữa, trong khi đó thì Garrus ở đây để phát hiện ra vị trí đi rừng của người chơi đi rừng bên phía ISP Gaming rất khó chịu, đó là pha lấn sân đến từ Garrus, sau đó anh ta trở về một cách tương đối an toàn. Bây giờ thì Theonas lại sẽ tiếp tục di chuyển xuống đường dưới để đón đợt lính mà Babyfest vừa đẩy vào trong trụ của anh ta cùng với sự hỗ trợ của người chơi trợ thủ đó là Garrus. Ở đường trên thì với chất tướng là Senel thì KA vẫn chưa thể hiện được gì nhiều khi anh ta cũng chỉ có thể đón tên lính đẩy vào bởi VRS mà thôi. Rõ ràng với chất tướng VRS thì Chris Kuhn có nhiều lợi thế hơn ở trong giai đoạn này. VRS sẽ có lợi trong kèo solo đối với CNN. Ở đây thì Martin đã bị cấu máu bởi đó là Babyfest, có sự xuất hiện của Ki ở đây. Martin rất tỉnh, đang đứng ở trong khu vực trụ. Ở khu vực hang bùa xanh thì BlazeS đang ăn cho mình đó là con khổng lồ thuật sĩ. Và sẽ có một tình huống mà BlazeS sẽ cần phải giảm tải áp lực cho khu vực đường giữa khi mà ở đây có 3 thành viên của IGP đang tấn công vào người của Nofear. BlazeS đang có mặt và sử dụng tàn ảnh đao để lướt ngược trở lại. Chris Kuhn tới với những người đồng đội của mình từ cánh trên và nó khiến cho In The Dark cũng có được 4 người ở đây và kế hoạch tấn công của ISP Gaming phải tạm thời ngừng lại khi mà KA vẫn chưa sẵn sàng xuống với những người đồng đội của mình bằng một cái sứ mệnh cứu thế. Bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ của cả hai đội lại quyết định trở về khu vực đường dưới để tiếp tục farm cho mình tên lính tiếp theo. Con rơi quỷ ở trên được kiểm soát tốt bởi KA, cùng với đó là sự trợ giúp đến từ Ki. Ki đang có mặt ở trong phần con bùa xanh của mình, trong khi đó còn khoảng 10 giây nữa là con rồng tiếp theo của ván đấu sẽ ra. Nếu ở về mặt kiểm soát khu vực hang rồng thì In The Dark đang là những người có được nhiều tầm nhìn và lợi thế hơn. In The Dark đang có mặt ở đây khi mà chỉ còn chính thức là con rồng cũng đã ra rồi. Họ quyết định ăn luôn cho mình con rồng hóa ám Kratos thứ hai của trận đấu này. Vào lúc này thì bên phía của IGP họ có lẽ là sẽ cần phải có một tình huống mà họ can thiệp vào con rồng hay trang đây. Ở đây có 4 người của IGP Gaming, trong đó đi đầu đang là Chobit sử dụng cho mình cái ảo ảnh trảm, đó là Murat trong tay của BlazeS. Hai cái địa giáp đã được tạo ra khiến cho hai người phải nằm xuống con rồng hóa ám thuộc về Ki. Đây là tình huống mà Martin đang được bắn rất nhiều ở phía sau, tiếp tục cấu máu vào người của KA. Babyfest thì đã hạ được đó là BlazeS. Ở đây Nofear yếu máu và đã buộc phải quay trở lại. Cái địa giam tuyệt vời đến từ Chobit nó giúp cho IGP Gaming có được con rồng, cướp được con rồng trong tay của In The Dark và nó còn khiến cho người đi rừng của bên phía In The Dark đó là BlazeS phải nằm xuống. Lạc Lạc đang thể hiện sự khó chịu của mình ở đây bằng việc cướp con quái này, nhưng con quái đã mất bình tĩnh và quay trở về, và Chris Kuhn cũng tạo đủ áp lực để cho Lạc Lạc phải lùi về. Lượng máu của Lạc Lạc cũng không còn là quá nhiều nên hãy coi chừng khi mà Martin cũng đang ở rất gần đây. Trong khi đó thì Ki
khá mạo hiểm khi quyết định lấn vào phần bùa đỏ của bên phía Inter Duck. Nhưng người trợ thủ của bên phía Inter Duck là Garris vẫn đang di chuyển một cách hết sức bao sân để hỗ trợ tốt nhất cho những người đồng đội của mình. Sự có mặt của Chobit trong đội hình của Ice Cream Gaming đang mang lại những sự khác biệt. Với cái địa giam vừa rồi, Chobit đã giúp cho mọi thứ đang trở lại với tình thế cân bằng. Nó thậm chí là lúc này thì Ice Cream Gaming còn đang có lợi thế về mặt lượng tiền. BFS bị cấu báo khá nhiều, long trời lở đất không trúng vào người của 2AT và BFS thoát đi, quay trở lại ăn cho mình con chim và sẽ có được một chút tầm nhìn cho IGP. Lúc này vẫn còn 3 người của Ice Cream Gaming vẫn đang có mặt ở đây và họ sẽ tạo ra một áp lực về phía cái trụ một khu vực đường rồng của bên phía In The Dark. BFS tiếp tục xả chuỗi phi tiêu, nhưng ở đây thì đã có sự xuất hiện của Blaze và anh ta sẽ giúp cho những con lính này được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Chobit thì đang có rất nhiều lợi thế ở bụi cỏ nhánh trên, còn trong khi đó thì KA đang di chuyển ngang sân xuống với những người đồng đội của mình. Babyfest lại có một quyết định biến về như vậy, là trong những bước di chuyển tiếp theo của IGP Gaming thì vẫn chưa có một điều gì nguy hiểm đối với các thành viên của bên phía In The Dark cả. Babyfest đang được nuôi khá tốt và lúc này như vậy là anh ta đã có cho mình cái kiếm điện với khả năng bắn lan của nó, cùng với đó là cái giày du mục tăng được cho mình cái tốc đánh. Ở đây Lạc Lạc đang có mặt ở trong cái bụi này, nhưng tất cả những gì anh ta làm chỉ là một tình huống cấu máu nhẹ nhẹ mà thôi. Ở bên kia chiến tuyến thì Martin không phải là lên kiếm điện trước mà đó là lên cho mình cái thánh kiếm để khiến cho sát thương của cô ta nhiều hơn. Kiệt Anh đang yếu máu rất nhiều và anh ta sẽ phải nằm xuống trong tình huống này hay chăng đây? Đó là chạm chính xác và đã có mạng hạ gục dành cho thành viên của bên phía In The Dark. Trong khi đó ở phía dưới thì IGP Gaming cũng đang làm một điều tương tự. Martin cũng thấp máu, Bayfet băng vào với bão phi tiêu và đã có điểm hạ gục đầu tiên dành cho Bayfet ở trong ván thi đấu này. Chính xác, Martin, đó là điểm hạ gục thứ hai mà Bayfet có được. Còn ở đây thì Kỳ đang solo kill cùng với Nofia. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Kỳ đã chém chết được Nofia trong tình huống này và lấy luôn được cái trụ đường giữa của bên phía In The Dark. Ở đây thì Bayfet đang là rất khỏe rồi. Garrix dường như có một tình huống tốc biến nhưng không giải quyết quá nhiều được. Anh ta đã chạy về được thành công và cái trụ này cũng sẽ nằm trong tay của xạ thủ bên phía của IGP Gaming mà thôi. Tưởng chừng như IGP Gaming sẽ có một tình huống lỗ thế khi mà ở đường trên thì In The Dark làm khá ngọt việc băng trụ, trong khi đó ở đường dưới thì Chobit cũng đã phải đổi lại điểm hạ gục của mình vào tay người chơi xạ thủ bên phía của IGP Gaming. Nhưng không, Kiki có một tình huống solo kill rất tốt và còn lấy thêm được cả cái trụ đường giữa dành cho IGP Gaming nữa, thì tính trên bản toàn bản đồ IGP Gaming vẫn là những người có lợi hơn với hai cái trụ có được. Ở đây thì họ đang ăn rồng, Kiki giữ lại con rồng mặc dù cho đó là cái long trời lở đất đến từ Garrix. Martin một lần nữa bị kẹt lại, Chobit đang chặn đầu Martin không cho anh ta về. Bão phi tiêu của Bayfet khiến cho Martin thêm một lần nữa phải nằm xuống. Ảo ảnh chạm đến từ người đi rừng bên phía In The Dark. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía của IGP Gaming vẫn đang rất khỏe. Chobit vẫn đang tiến vào, KA cũng tới một cái địa giam để Chobit có thể lùi về được. Nó giam lại người chơi đi rừng của bên phía In The Dark và In The Dark Blaze phải nằm xuống ngay tức thì. Đó là một tình huống mà Lạc Lạc đã đến và làm quá tốt nhiệm vụ của mình với đó là quân bài Tulen, và giờ đây anh ta đang có hai bùa dưới chân rất lực với những gì mà Lạc Lạc đang thể hiện. Tiếp tục sử dụng lôi điểu cấu máu vào người của Nofia. Lúc này thì bên phía của IGP Gaming họ đã gia tăng lượng tiền lên con số là 3.000 ở phút thứ 8 rồi, và con tà thần xây ra thì cũng đã ra. Sẽ là một tình huống tấn công vào con tà thần này hay chăng đây? Bởi vì ở đây đang có sự xuất hiện của hai thành viên nhiều sát thương nhất bên phía của IGP Gaming là Ki cùng với đó là Babyfest. Ki mặc dù mới chỉ đóng góp vào tổng cộng là 2 điểm hạ gục dành cho IGP Gaming kể từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng anh ta đang có một lượng tiền rất lớn nhờ khả năng di chuyển cơ động và farm rất tốt của mình. Bây giờ thì Ki cùng với Bayfet đúng là đã ăn tà thần xây ra, còn Chobit cùng với Lạc Lạc là những người đứng ra để chặn các thành viên của In The Dark nếu họ có ý định tiến ra đây. Con tà thần xây ra đang được ăn với một tốc độ rất nhanh và có thêm cả sứ mệnh cứu thế được sử dụng ở khu vực đường dưới để có thể trốn chạy đến từ KA. Nhưng cái sứ mệnh cứu thế đó đã bị hủy đi bởi cả Martin và Garrix. Nhưng KA với bùa lợi của tà thần xây ra và với chất tướng là Senel thì vẫn có thể thoát về và máu anh ta đang hồi không ngừng. Rất khỏe đến từ KA. Bây giờ thì anh ta đã đổi đường cùng với Babyfest rồi. Babyfest đang ở đây, cùng với đó là con rồng tiên phong cũng đã được thả ra. Chobit cũng có mặt đây để hỗ trợ cho 2AT. Tulen đến trong tay của Lạc Lạc, nhưng có vẻ như là sẽ có một tình huống phòng thủ thành công đến từ các thành viên của In The Dark. Trong lúc đó thì ở khu vực đường giữa, Ki đã lấy xong cho mình cái trụ thứ hai rồi. Garrix kẹt lại đây, chắc chắn là sẽ phải lên bàn đếm số. Nhưng đó là tình huống mà anh ta đã trở về được với chỉ một xíu máu rồi, cũng thoát luôn được con lôi điểu được bắn ra bởi đó là Lạc Lạc. Đang là một thế công dũng mãnh đến từ các thành viên của IGP Gaming và họ đang muốn lấy luôn đi có lẽ là ít nhất một cái trụ bậc thềm khu vực đường trên. Họ đã bóc gần hết tất cả những dàn trụ ngoài mà bên phía In The Dark có rồi. Và bây giờ thì con rồng tiên phong vẫn còn nửa lượng máu. Thêm một lần nữa cái địa giam, nó giam được hai người của bên phía In The Dark và tiến vào bốc về. Đó là Garrix bị bốc về, Lạc Lạc xả sát thương, Ki băng vào và có thêm cả sứ mệnh cứu thế đến từ Babyfest nữa. Nhưng tạm thời thì hết lính ở khu vực đường trên mất rồi. Các thành viên bên phía IGP Gaming chuyển ra khu vực đường giữa, họ sẽ có đường lính siêu cấp đầu tiên. Có thêm cả những điểm hạ gục của bên phía In The Dark nữa. Chỉ còn lại Blessed và Chris Kuhn là hai người sẽ ngăn chặn cả năm thành viên này, nhưng rất khó. Và sẽ là ván thắng đầu tiên dành cho IGP Gaming tại đấu trường danh vọng Serie B.
Không hết 10 phút thì AC Milan Minh đã vượt qua được Inter Dark, đội tuyển mà Lạc Lạc đã nói rằng là một trong đội tuyển khó nhằn nhất tại đấu trường danh vọng Serie B mùa này. Nhưng đó là một thế trận mà IGP cho thấy rằng đẳng cấp của những tuyển thủ đang khoác áo IGP vẫn đang là vượt trội rất nhiều so với bên phía của Inter Dark. Một mạng chiến công đầu mà Martin sử dụng theo Anas và có được không mang lại bất kỳ điều gì cho Inter Dark cả. Và có thể thấy là IGP Gaming họ đã có một chiến thắng này hoàn toàn là xứng đáng thôi. Và tôi nghĩ rằng họ sẽ hướng ngay đến một chiến thắng thứ hai sau khi đã đánh bại đối thủ của mình ở ván thắng đầu tiên này một cách đơn giản. Những thành viên mới của IGP Gaming cũng đã thể hiện rất tốt ở trong ván đấu này. Đó là KA, đó là Chobit, đặc biệt là Chobit khi chơi trợ thủ. Vị trí trợ thủ chính là vị trí mà IGP Gaming sau khi chuyển với Fed sang khu vực solo thì Vitamin cũng chưa thể hiện quá tốt ở vị trí này. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy được Chobit có những tình huống địa giam rất tốt, có những tình huống di chuyển lấy tầm nhìn và tạo tiền đề cho những người đồng đội của mình cực kỳ hay với vị tướng là Bandum. Đương nhiên là đấu trường danh vọng Serie B và đấu trường danh vọng Serie A của chúng ta thì có những sự khác biệt rất lớn nên hiệu quả của Chobit đến đâu thì chúng ta sẽ còn phải chờ đợi tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 nếu như IGP Gaming tiếp tục thể hiện được phong độ này và họ giành chức vô địch của đấu trường danh vọng Serie B. Đúng vậy, đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến ở giai đoạn đấu trường danh vọng mùa đông 2019. Còn hiện tại thì tôi nghĩ rằng trong hai tuần đấu của đấu trường danh vọng Serie B của mùa xuân 2019 này, chắc chắn IGP vẫn sẽ là thế lực hàng đầu mà thôi. Và thậm chí rằng Chobit cũng sẽ là một trong những người đi support, đi hỗ trợ tốt nhất trong số những thành viên support của các đội tuyển, 6 đội tuyển tham dự vào đấu trường danh vọng Serie B mùa này. Và chúng ta nếu như để chọn ra một điểm sáng trong đội hình của bên phía Inter Dark thì theo huấn luyện viên anh Dũng thì anh sẽ lựa chọn ra ai? Nếu để lựa chọn một điểm sáng thì khó. Có lẽ cũng hơi khó. Khi mà đó là một ván đấu mà bên phía của IGP Gaming cũng đã tỏ ra vượt trội hơn và trội hơn quá nhiều. Khi nhìn vào một đội thất thế hơn thì thật khó để chọn ra. Nếu như để chọn ra một người thì tôi nghĩ rằng Nofia vẫn tạo ra được một cái gì đó chững chạc hơn so với những người còn lại, với việc là anh ta sử dụng Severa và cũng chơi đã khá tốt ở giai đoạn đầu game, cũng đã đè đường được đối với Tulen trong tay của Lạc Lạc, một điều không hề đơn giản chút nào cả. Còn đây là MVP của trận đấu, đó là Baby Fat. Đúng thôi, KDA đẹp quá, 602, lượng vàng có được là hơn 9.000 vàng và MVP Boy đó là 10.7. Baby Fat với sự bảo kê tuyệt vời đến từ Chobit sử dụng quân bài Bandum thì anh ta được chơi trong tất cả những tình huống giao tranh tổng, thì tôi đều để ý thấy là BFS khá thoải mái và không được quan tâm bởi những thành viên của bên phía Inter Dark quá nhiều. Những cái tình huống bão phi tiêu của BFS đều là mang lại sát thương cực kỳ lớn, và cái cách chơi của BFS thì vẫn hổ báo kể cả khi anh ta có chơi support, có đi rừng hay là có cầm xạ thủ trong tay đi chăng nữa. Và nhìn vào điểm số của hai bên lúc này thì điểm cao nhất bên phía của đội bại đó là Chris Ku, người đi đường solo Caesar của bên phía Inter Dark với điểm là 5.6. Nofia có điểm số là 5.3. Garrix điểm số là 5.4. Không phải là quá cao. Garrix và Martin thì cũng đã có một trận đấu thua thiệt hoàn toàn so với BabyFest cùng với Chobit. Người chơi cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn họ rất nhiều ở trong những đấu trường chuyên nghiệp của Liquid Mobile như thế này. Còn về Nofia, anh ta cũng đã gây ra tới 29.2% sát thương trên tổng số sát thương mà Inter Dark có thể gây ra được. Tuy nhiên thì KDA 22 cũng là tương đối tốt của Nofia, không thể giúp cho Inter Dark có được một ván đấu cân bằng hơn đối với IGP Gaming. Quá khó cho Inter Dark khi mà họ thất bại ở trong cái con rồng đầu tiên, một tình huống mà Chobit, xin lỗi các bạn, chính xác hơn là con rồng thứ hai. Tình huống mà Chobit đã có một cái địa giam trúng hai người bên phía của Inter Dark và khiến cho Key có cơ hội để chứng trị chuẩn xác với con rồng đó. Thế trận thay đổi từ đó, khi mà con rồng đầu tiên thuộc về bên phía Inter Dark thì chúng ta cũng nghĩ rằng là họ sẽ có thể có được một ưu thế ở giai đoạn đầu trận và sau đó có thể tạo ra được một quả cầu tuyết nào đấy với IGP Gaming, một bất ngờ nào đó có thể tạo ra, nhưng thực tế thì không. Và họ đã phải nhận thất bại một cách rất là xứng đáng ở trong ván đấu đầu tiên này. Còn về IGP Gaming thì với những tân binh này thì họ đúng là một thế lực tại đấu trường danh vọng CB mùa giải năm nay. Và thậm chí tôi nghĩ rằng nếu với phong độ này và họ quay trở lại đấu trường danh vọng Serie A thì cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm với các đối thủ còn lại. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với những tình huống đáng chú ý nhất của ván đấu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên đấu trường danh vọng Serie B 2019. Sau đó chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai.
Và đấu đầu tiên giữa IGP Gaming và Inter Dark đã trôi qua với chiến thắng được dự đoán trước dành cho IGP Gaming, đội tuyển xếp ở vị trí thứ 7 tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 trước đối thủ đó là Inter Dark. Inter Dark thì thực ra đội tuyển này mới thành lập được khoảng 1 tháng thôi, và đó là quãng thời gian khá là ngắn so với những gì mà IGP Gaming đã có, thì không có gì là lạ dù rằng họ cũng có những tuyển thủ đáng chú ý như là No Fear hay như là Blaze S, thì hai người này cũng không thể gánh được team trong trận đấu mà IGP họ vượt trội quá nhiều về mặt con người. Thì một ván thắng đầu tiên là điều mà chúng ta đã có thể đoán được trước khi trận đấu này diễn ra. Nhưng ở trong ván đấu thứ hai này thì liệu có thể chờ đợi điều gì ở Inter Dark hay không khi mà họ được chuyển sang đội xanh? Vẫn hoàn toàn có thể chờ đợi được ở Inter Dark khi mà rõ ràng là chính IGP Gaming, chính Lạc Lạc cũng đánh giá Inter Dark là một đối thủ đáng gờm và khó chịu của họ tại đấu trường danh vọng CV. Ra thì ở trong đầu trận ở ván đầu tiên thì Inter Dark mới là đội tuyển đã có được chính cúp đầu và họ cũng đã có được dòng đầu. Vấn đề của Inter Dark đó là sau đó thì họ đã không tận dụng được những cái sự chênh lệch nho nhỏ ban đầu đó để khiến cho trận đấu thuộc về họ nhiều hơn. Thì đây cũng sẽ là những bài học cho những đội tuyển như kiểu Inter Dark, thì họ được va chạm ở một đấu trường lớn, một đấu trường chuyên nghiệp, và qua đó thì cũng sẽ có được sự tiến bộ trong tương lai. Và chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai ngay sau đây. Đây là những thành viên của bên phía Inter Dark. Những thành viên của bên phía Inter Dark họ đã có ván thua đầu tiên tại mùa giải đầu tiên của đấu trường danh vọng CB, nhưng mà cũng phải thôi, khi mà nhìn vào những bước di chuyển thì chúng ta có thể thấy được là kinh nghiệm cũng như là sự quái chiêu hơn đến từ các thành viên của IGP Gaming. Họ là những người đã có kinh nghiệm thi đấu hơn, họ cũng đã ăn tập với nhau nhiều hơn so với những gì mà các thành viên của Inter Dark sở hữu. Vậy thì rõ ràng là cũng hơi khó để cho Inter Dark có thể ngay lập tức thể hiện được những điều tốt như vậy trước IGP Gaming, nhưng họ vẫn sẽ còn thời gian để tập luyện và trưởng thành, và họ cũng có thể biết đâu đó họ còn có những bài nào đó có thể dành tặng cho IGP Gaming ở trong ván đấu thứ hai này. Đây là nụ cười rất tươi của KA, ván đấu đầu tiên thành công trong màu áo mới của người chơi cũ của Overclocker. Ván đấu đầu tiên KA sử dụng cho mình quân bài Senen, thì tôi cũng thấy rằng những cái giai đoạn đầu trận anh ta cũng hơi khổ khi mà bị Veres đè đường tương đối nhiều. Sau đấy thì với việc là các khu vực đường khác IGP họ đều thắng thế đi, thì không có gì có khó khăn dành cho KA trong việc là anh ta tạo ra được những tình huống can thiệp vào giao tranh tốt hơn. Sau đó đến giai đoạn khoảng mid game đến late thì KA còn đổi đường cùng với Babyfest và tạo ra những sự khác biệt ở khu vực đường trên khi mà đẩy Hayate lên và đẩy một mạch đến khu vực trục bậc thềm của bên phía Inter Dark. Thì các thành viên của IGP Gaming, chúng ta hiểu rằng là đây chưa phải là toàn bộ đội hình của IGP Gaming. Họ vẫn còn đó là Score đang ngồi trên băng ghế dự bị, vẫn còn đó là Ness, một người cũng chưa được tham gia vào đội hình của IGP Gaming tại đấu trường danh vọng xuân 2019, nhưng hoàn toàn có thể xuất hiện ở giải đấu này, một giải đấu nhẹ khí hơn dành cho IGP Gaming. Vẫn còn đó là Dep nữa, cũng là một tuyển thủ đầy kinh nghiệm, và chúng ta vừa nhắc đến Dep thì anh ta đang đứng ở ngay phía sau của Lạc Lạc. Có lẽ là Dep sẽ có những sự can thiệp về mặt cấm chọn dành cho bên phía của IGP Gaming. Có thể là như vậy. Và nhắc tới Score thì Score cũng là một người đánh Victor cực kỳ hay, và vị trí mà Score và KA thi đấu và kiểu đánh của hai người chơi này tôi thấy là khá tương đồng, và đây sẽ tạo ra một sự cạnh tranh, một sự cạnh tranh rất tốt tại vị trí đường đơn của IGP Gaming để cho cả hai người chơi KA cùng với Score có thể tiến bộ hơn, có thể đem tới những điều tốt đẹp nhất dành cho đội tuyển của mình. Ván đấu thứ hai, Inter Dark và IGP Gaming, lần này thì Inter Dark chuyển sang bên phía đội xanh. Và ở bên phía đội đỏ, liệu IGP Gaming có dám thả ra Florentino dành cho Inter Dark hay không? Khó. Florentino thực ra thì ở phiên bản hiện tại và phiên bản các đội tuyển tham dự CB vẫn đang kỳ mạnh. Thì ở phiên bản mới nhất mà chúng ta đang chơi ở server của Việt Nam thì có một vị tướng đi solo đường tôi đánh giá là xấp xỉ với Florentino, đó chính là Aeron. Nhưng Aeron lúc này thì chưa xuất hiện ở trong đấu giải, và như vậy thì các đội tuyển cũng chưa phải dành ra một đường cấm dành cho vị tướng đi solo đường có cái tên là cánh tay ác ma này. Aeron thì tôi cũng đã chơi thử khá nhiều lần và thấy rằng anh ta có thể đè đường được so với Florentino. Với cái khả năng thoát đi bằng cái chiêu 1 của mình là tay lưỡi liềm, thì khi mà Florentino có thể nhặt hoa, Aeron có thể thoát ra khỏi cái tình huống nhặt hoa đó và được outplay được so với Florentino. Thì chuyện đó sẽ có thể xảy đến ở trong những giải đấu tiếp theo của chúng ta, còn ở giải đấu này thì hãy tạm quên Aeron đi đã. Lượt cấm của Inter Dark đã được hoàn thành với việc là Darcy cùng với Sephira được cấm đi. IGP Gaming họ cấm đi cho mình là Hayate và Florentino. Inter Dark ngay lập tức lựa chọn là Richter, một vị tướng đi đường rất khỏe và tạo ra rất nhiều đột biến ở phiên bản hiện tại.
Lượt lựa chọn Richter cũng là một lượt cấm thứ 3 mà In The Dark dành cho IGP Gaming khi họ có được lợi thế bên phía đội xanh. Tại giải đấu đấu trường danh vọng CB của chúng ta thì vẫn áp dụng luật ban pick quốc tế, và ở dưới màn hình của quý vị và các bạn là những vị tướng mà cả hai đội sẽ không được sử dụng lại nữa ở trong ván đấu thứ hai này. IGP Gaming lần này thì họ sẽ đổi kèo khi mà họ là người lấy theo Anas trước, và khi lấy theo Anas thì họ có thêm một trợ thủ có thể nói là cặp bài trùng với xạ thủ theo Anas này, đó chính là Timmy. Timmy và Theonas, một bộ đôi quá quen thuộc rồi trong giai đoạn đấu trường danh vọng xuân 2019 mà chúng ta từng được chứng kiến. Thì đây sẽ là một cơ hội để cho Theonas này, tôi không biết là ở trong tay của Lạc Lạc hay là Baby Fett. Tôi nghĩ rằng là nhiều khả năng Baby Fett tiếp tục sẽ cầm xạ thủ ở trong ván đấu này thôi. Lạc Lạc, tôi nghĩ anh ta thích chơi pháp xu hơn và sẽ đi khu vực đường giữa. Với một đội tuyển như là In The Dark thì IG Gaming có lẽ cũng không cần phải họ phải quá phải cẩn thận đâu. Vì trong ván đấu đầu tiên thì hai bên cũng đã thăm dò và cũng đã biết được phần nào cái khả năng của nhau rồi. Ván đấu này IGP tôi nghĩ rằng họ sẽ là thoải mái hơn trong việc đánh như thế nào. Còn In The Dark ngược lại họ sẽ căng hơn. Bây giờ thì đã lựa chọn cho mình đó là Elsu cùng với The Flash, cũng rất hay với lựa chọn The Flash khi mà nhanh tay lấy được dành cho No Fear. The Flash với khả năng băng vào sử dụng hành trình siêu tốc của mình, lốc chân không của mình khiến cho Theonas sẽ bị đe dọa khá nhiều. Và The Flash cũng là một quân bài hợp lý để đẩy ra khu vực đường đơn và nhường lại vị trí đường giữa dành cho Elsu. Và đây cũng sẽ là một sự đổi mới mà In The Dark dành cho IG Gaming, và biết đâu đó nó sẽ đem lại bất ngờ. Cả ba vị tướng này mà In The Dark lựa chọn đều là những vị tướng rất mạnh. Với Richter, với Elsu, với The Flash đều có khả năng gây đột biến cực kỳ cao. Với Elsu là những viên viễn trình kích, với cả The Flash và Richter đều là khả năng băng vào. Và một vị xạ thủ thiếu cơ động như theo Anas thì sẽ cần phải hết sức cẩn trọng, và kể cả người chơi trợ thủ bên phía IGP Gaming cũng cần phải làm rất tốt những cú pháp trận thần kỳ để có thể hồi sinh lại trong trường hợp mà cả Richter cũng như là The Flash băng vào. Chắc chắn là như vậy rồi, Chobit sẽ phải bám theo Baby Fett như hình với bóng ở trong ván đấu này để có thể giúp cho Baby Fett có thêm được một cái mạng nữa sau những tình huống mà Richter hoặc là Flash lao vào và dùng chiêu của mình để kết liễu đi mạng của Theonas. IGP Gaming họ đã lựa chọn Vedas ở trong lượt lựa chọn cuối cùng trong phase chọn thứ nhất, và cùng với đó là cấm đi Anette. Hiện tại thì bên phía của In The Dark họ chưa lựa chọn trợ thủ cho mình, và IGP đang cấm vào vị trí của người đi hỗ trợ là Garrix. Bên phía của In The Dark, Anette sẽ không được xuất hiện ở trong ván đấu thứ hai này nữa. Và tiếp theo tôi nghĩ rằng sẽ là cấm Bandum. Còn đối với In The Dark thì họ có lẽ là họ sẽ lại tiếp tục cấm vào rừng của Ki chăng, khi mà IGP Gaming vẫn chưa có người chơi đi rừng nào, và họ cũng đang thiếu một vị tướng có khả năng gây ra sát thương phép thuật, có thể là đi đường giữa hoặc cũng có thể là đi đường đơn để đẩy cho Theonas ra khu vực đường giữa. Và đúng là cấm vào rừng của Ki lần này thì họ cấm đi Murad. Ở trong ván đấu trước thì Blaze cũng đã chơi Murad, ở những bước đầu thì anh ta cũng đã chơi tương đối tốt, tuy nhiên thì ở những bước sau thì đã thể hiện sự thua thiệt so với Ki, khi mà Ki với chất tướng là Nakroth với khả năng cơ động farm rất nhanh và gây ra rất nhiều những sự khó chịu ở các khu vực đường khi mà In The Dark tập trung người lại với nhau. Và Quillen một lần nữa cũng đã được cấm đi đúng như dự đoán của chúng tôi. Tương tự như thế thì Bandum đã được cấm đi bởi bên phía của IGP Gaming. Và họ chọn cho mình là Zill. Zill này khả năng là sẽ là đi rừng. Có thể là Zill này sẽ là đi rừng. Và khu vực đường giữa sẽ là dành cho Theonas. Tôi nghĩ là như vậy. Thực ra thì Elsu là một vị xạ thủ có một cách chơi có thể anh ta tự lo được, với việc là tầm bắn của viễn trình kích là cực kỳ xa, có thể đứng ở sâu và bắn ra ngoài. Ngoài ra thì cái chiêu cuối lộ bắn của anh ta cũng sẽ là một cái thứ khiến cho Elsu có thể thoát ra khỏi những tình huống ganh của sát thủ bên phía của IGP Gaming. Đồng nghĩa với việc là trợ thủ của In The Dark không cần thiết phải là một tiểu dạng trợ thủ bảo kê quá nhiều, mà có thể đó sẽ là một dạng trợ thủ tạo ra những sự đột biến để mở giao tranh kiểu như thế chẳng hạn. Thì bây giờ sẽ là hai lượt lựa chọn cuối cùng dành cho In The Dark, họ vẫn chưa có trợ thủ và thiếu người đi rừng. Trong khi đó thì tôi nghĩ là Zill này nhiều khả năng sẽ là nằm trong tay của Ki ở vị trí đi rừng. Đây sẽ là một mũi tên có thể trúng hai con chim khi mà lượng bài toán về sát thương phép của IGP Gaming cũng sẽ có lời giải. Và họ có thể lấy một vị tướng đi đường đơn mạnh nữa, đó chính là Omen, cả Omen và Veres. Như thế này thì Veres cũng có thể mang ra để đi đường giữa được trong đội hình của IGP Gaming. Còn hai sự lựa chọn cuối cùng trong đội hình của In The Dark đó là Wonder Woman và đó là Ibanez. Wonder Woman và Ibanez, tôi thấy rằng cái đội hình hiện tại của In The Dark thì họ sẽ có lẽ là
cũng khá là ổn đấy, với việc là Wombo Combo cũng ok khi mà có cái hạt giống sinh mệnh của Ymnet có thể được sấy ra ở thời điểm mà cái giáp tay thần kỳ của Wonder Woman cũng làm choáng được đối thủ, và Elsu cống máu phía sau Richter băng vào kiểu như thế, Flash cũng sẽ băng vào tạo ra hàng tấn sát thương lên các thành viên của bên phía IGP Gaming. Còn IGP Gaming thì đội hình của họ hiện tại tương đối là rời rạc, theo tôi thấy thì rời rạc ở đây không có nghĩa rằng là nó theo cái nghĩa là tiêu cực, bởi lẽ ở đây là một cái đội hình mà họ hoàn toàn có thể tự lo được cho nhau với bộ đôi Martin Garrix đi với nhau là sẽ là tự lo rồi. Xin lỗi các bạn, chính xác hơn thì là Martin Garrix là bên kia, bộ đôi xạ thủ và trợ thủ của bên phía IGP Gaming họ sẽ đi với nhau, và những cái người còn lại hoàn toàn có thể tự lo được cho mình, tự sinh tự diệt được. Tôi nghĩ là với Omen thì KA sẽ chơi theo đúng theo kiểu tự sinh tự diệt và sẽ đẩy lẻ cực kỳ khó chịu. Còn bốn người còn lại nhiều khả năng sẽ tập trung lại với nhau, với Veres là dàn chắn phía trước, Timmy thì kè kè bên cạnh theo Anas, cùng với đó là Jill sẽ vào sau trong giao tranh và gây ra rất nhiều sát thương. Đó có lẽ là điều mà IGP Gaming muốn hướng tới ở trong ván đấu này. Còn đội hình của Injured Duck rõ ràng rồi, đó là một đội hình giao tranh tổng rất mạnh với Ibernet, với hạt giống sinh mệnh, với lốc chân không đến từ The Flash, rồi đó là cả các người chơi khác nữa là Richter với vùng diệt quỷ. Và xét về khả năng đẩy lẻ thì bài toán đẩy lẻ mà IGP Gaming đưa ra thì Injured Duck cần phải có lời giải khéo, bởi vì Omen là những chất tướng mà Injured Duck đang sở hữu, tôi cảm tưởng như là sẽ không ai có thể đánh lại Omen khi solo 1v1 ở đường đơn cả. Và chúng ta sẽ cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên của Injured Duck và IGP Gaming trong ván đấu thứ hai này. Ván đấu mà Injured Duck sẽ không được phép thua nếu như họ không muốn phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-0 trước IGP Gaming. Nhưng đây sẽ là một nhiệm vụ hoàn toàn không hề dễ dàng. Đã có tình huống cấu máu khi mà Martin bắn trượt pha viễn trình kích vừa rồi, yếu máu quá nhiều, đó là Blaze và anh ta đã phải lùi về ở phía sau. Babyfest đang xả được khá nhiều sát thương và họ quyết định là sẽ cướp luôn con bùa đỏ này. Bốn thành viên của IGP Gaming đang có mặt ở đây. Garrix đang yếu máu và anh ta quay trở lại vỗ về vào người của Babyfest nhưng không ăn thua. Lạc đang là người sử dụng cho mình, đó là Veres, và cầu báo hai lần vào người Garrix. Garrix cầu báo rất nhiều rồi và sẽ bị loại bỏ khỏi giao tranh. Ở đây Ki cướp xong cho mình, đó là con bùa đỏ. Rất chủ động, đó là những gì mà IGP Gaming vừa thể hiện. Khi mà con quái rừng nó còn chưa kịp ra thì người chơi đi rừng của bên phía Injured Duck đã phải lùi về nhà và hồi phục. Tuy nhiên thì câu trả lời mà Injured Duck đưa ra vào phần rừng của đối phương cũng là có, khi mà cả Chris Skull cùng với Martin đang ở đây cố gắng cướp đi con quái này để khiến cho những sự thua thiệt của Blaze so với Ki sẽ bị bớt đi. Bây giờ thì KA cũng có mặt cùng với Chobit, Chris Skull bị làm choáng lại. Nhưng ở đây thì Injured Duck đang có nhiều người hơn và KA bị hất tung lên. Anh ta vừa phải mất đi cho mình tốc biến, nhưng có lùi về được hay không? Cả Chobit và cả KA bị vỗ bởi Garrix. Chiến công đầu dành cho Chris Skull và hai điểm hạ gục liên tiếp dành cho Injured Duck. Lạc còn tới đây làm gì? Địch càng đông chiến càng phê, nhưng chưa kịp quẩy thì đã là người thứ 3 phải nằm xuống của bên phía IGP Gaming rồi. 3 điểm hạ gục dành cho bên phía Injured Duck và họ đang có một khởi đầu rất tốt, dù rằng trước đó thì họ đã mất đi đó là con bùa đỏ. Bây giờ thì Blaze vào đây và vẫn kịp ăn cho mình con bùa đỏ. Như vậy là anh ta sẽ không bị thiệt bùa trước đối thủ đó là Ki. Ở đây thì Chris Skull trước đó đã có tình huống xử lý rất tốt và mang lại những mạng hạ gục đầu tiên dành cho bên phía của Injured Duck, đồng thời cũng là kéo lại thế trận cho đội tuyển đại diện cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Garrix đang bị cấu máu bởi hai thành viên bên phía IGP Gaming là Chobit và Ki, nhưng anh ta là Ibnet và hoàn toàn sẽ có thể lùi về được, thậm chí là còn hồi được máu khi mà bước vào bụi cây nữa. Với 3 điểm hạ gục có được thì Injured Duck đã tạm thời vươn lên dẫn trước so với IGP Gaming. Khoảng cách về lượng tiền đang là vào khoảng gần 1.000 tiền dành cho đội tuyển được đánh giá thấp hơn. Nhưng con rồng đầu tiên của ván đấu đã xuất hiện rồi và tôi nhìn thấy cả 4 thành viên của IGP Gaming đang có mặt ở đây và giải quyết nó. Trong khi đó thì Injured Duck chưa kịp tới và một lần nữa thì IGP Gaming lại kiểm soát khá tốt con rồng. Một tình huống tôi nghĩ rằng Injured Duck họ kiểm soát mục tiêu lớn là không ổn lắm, bởi vì khi mà họ đã có được 3 mạng gục thì ngay lập tức ở thời điểm đó các thành viên của Injured Duck họ nên có mặt khu vực hang rồng ngay lập tức, bu vào đó là Blaze và khiến cho Bifet yếu máu quá nhiều. Combo rất tuyệt vời đến từ Blaze và cái pháp trận thần kỳ được bật lên bởi Chobit nhưng không đủ để cứu sống cho xạ thủ bên phía của IGP Gaming. Nhưng vừa rồi thì Nofear lại băng vào quá sai lầm khi không những không hạ gục được người chơi trợ thủ của bên phía đối phương mà còn phải nằm lại ở trong phần trụ của bên phía của IGP Gaming. Lạc xuống đây sẽ cố gắng giải quyết tên lính này trang đây không. Garrix phát hiện ra anh ta và không ngăn cản được Martin có được cái trụ đầu tiên dành cho Injured Duck ở trong ván đấu này. Ở phía trên thì IGP Gaming có câu trả lời khi KA cùng với Ki đang tấn công vào cái trụ đầu tiên của đường trên. KA sẽ ngăn cản lính ở giữa hai trụ, còn ở đây thì Garrix lại tiến vào. Con bùa xanh này liệu có giữ được hay không đây? Không giữ được khi mà Martin là người có được nó. Lạc thấp máu quá và hãy coi chừng viên viễn trình kích này bắn không trúng đến từ Martin, và ba thành viên này của Injured Duck sẽ lùi về.
IGP họ không thua thiệt quá nhiều trong tình huống vừa rồi, khi mà ở cái trụ đường trên cũng đã bào được tương đối máu, và sớm muộn thì nó cũng sẽ nằm xuống thôi, khi mà ở đây là Kiệt Anh sử dụng Omen đang tỏ ra khó chịu khi đối đầu với Richter trong tay của Quickskull, và anh ta còn được sự hỗ trợ khá nhiều bởi Key nữa. Tôi thấy rằng Martin sử dụng Elsu đang chưa phải là quá tốt. Elsu vị tướng chúng ta đã nói rồi, kể cả các tuyển thủ ở đấu trường danh vọng Serie A dùng cũng chưa phải là ai dùng cũng hay. Thì những viên viễn trình kích mà Elsu đã có được từ giai đoạn đầu trận với sự chính xác tôi thấy là nó không được tốt cho lắm. Anh ta thậm chí đã bị kẹt lại đây. Martin đang yếu máu quá nhiều. Nhưng đây là sự xuất hiện của đến 4 thành viên bên phía In The Dark, và họ đang khiến cho bên phía của IGP mình mất đi đó là Babyfest, với việc là anh ta bị quầy bởi quá nhiều thành viên. Một tình huống mà hai người chơi của IGP Gaming tưởng rằng họ là những người đi săn, nhưng thực ra họ lại là con mồi, bởi vì có quá đông các thành viên của In The Dark sổ ra, và không những là không bắt được Martin mà họ còn phải trả giá cả hai người này, đó là Babyfest cùng với Chobit. Một tình huống rình rập rất tốt đến từ các thành viên bên phía của In The Dark. Nhưng mặc dù có nhiều hơn rất nhiều về điểm hạ gục, nhưng lượng tiền thì In The Dark cũng không nhỉnh hơn là bao nhiêu so với IGP Gaming cả. Bây giờ thì họ sẽ kiểm soát con rồng thứ hai của ván đấu này với nhiều thành viên hơn ở đây. Kỳ có lẽ là không dám vào đầu, và một đều sẽ là tỷ số về rồng sau pha này. Không dám vào, và với con rồng này thì cũng đã nâng được cái lượng tiền về độ gia tăng chênh lệch lên là khoảng 1.000 tiền rồi. Bây giờ thì Babyfest đang sử dụng Telnat không phải là hay, khi mà anh ta đang có KDA quá yếu là 0-2-0. Ở đây Nofia đang bị yếu máu, sử dụng cho mình đó là lốc chân không. Lốc chân không nhưng lại quay trở lại, và tại sao lại như thế, anh ta đã phải nằm xuống mất luôn cả cái trụ này đi chăng nữa. Garrix cũng đang có mặt ở đây nhưng chỉ nhìn thấy ba người của IGP mà thôi. Về mục tiêu lớn thì rõ ràng là IGP Gaming vẫn rất biết cách kiểm soát so với In The Dark, và đúng là bài toán của KA thật khó có lời giải với In The Dark ở trong ván đấu này, khi mà hướng tấn công chủ yếu của IGP Gaming từ đầu ván đấu đến giờ đều là ở khu vực đường trên, nơi mà KA mặc dù đã phải nằm xuống trong giai đoạn đầu nhưng lại đang tỏ ra có nhiều lợi thế hơn so với đó là Quickskull, với vị tướng là Richter. Richter KA đang có cho mình đó là 3.100 tiền và đang lên sau như mình kéo choàng thần ra rồi, cũng đã có một cái giày kháng hiệu ứng, và anh ta đang có số tiền nhiều nhất trong số các thành viên ở bên phía IGP Gaming. Nhưng vấn đề của IGP Gaming hiện tại tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là xạ thủ của họ mà thôi. Babyfest sẽ cần phải được nuôi tốt hơn, giống như cái tên của anh ta phải được nuôi béo hơn bởi các thành viên bên phía của IGP Gaming thì mới mong tạo ra được những áp lực dành cho In The Dark. Ở đây Key đang có mặt trong bụi này và sẽ tấn công vào người Blaze, nhưng đây là quyết định dường như là không đúng của Kiki, đã phải lùi về với cái phòng 3 của mình. Garrix đang kẹt lại ở đây, anh ta quyết định sấy cho mình hạt giống sinh mệnh. Blaze ở phía sau cũng đã bị tiêu diệt bởi sự có mặt kịp thời của Kiệt Anh. Lần này thì IGP Gaming lại là những người có lợi thế hơn về người, và đến lượt In The Dark mất đi hai người ở khu vực bụi cỏ này, ở gần hang con tà thần Seiza, và một lần nữa thì KA lại là người tỏa sáng. Chobit mất cho mình pháp trận thần kỳ, tỉnh lại vẫn còn sống, và thậm chí là Nofia sẽ phải lùi về bởi vì KA cũng đã đến đây rất gần rồi. Ngắm viễn trình kích bắn lại không trúng đến từ Martin, tỷ lệ bắn viễn trình kích đến từ Martin ở trong ván đấu này đang là không cao, đang là rất kém ấn tượng đến từ người cầm xạ thủ bên phía của In The Dark. Ở đây Lạc Lạc cố gắng để đẩy lẻ nhưng anh ta đã không thể lấy được đó là cái trụ khu vực đứng dưới của In The Dark. Với sự xuất hiện của Quickskull kịp thời, một lần nữa thì đã có sự đổi đường khi mà Quickskull xuất hiện ở khu vực đứng dưới này, và nhường vị trí khu vực đứng trên sẽ là dành cho No Fear với vị tướng đó là The Flash. Họ sẽ bên phía In The Dark hướng đến con rồng hắc ám Quaidus này. Ở đây thì Lạc Lạc có mặt nhưng anh ta có lẽ sẽ không phải lùi đi hay chăng đấy. Chobit lao đến làm choáng được ba người và bốn thành viên của IGP có mặt ở đây. Lạc Lạc vẫn đang quẩy và Quickskull yếu máu quá nhiều rồi. Ở khu vực trên thì Babyfest đang bị yếu đi nhưng anh ta vẫn đang được bắn. Blaze đã là người phải nằm xuống. Garrix và No Fear đang đến xả sát thương vào người của IGP Key và anh ta cũng đã phải nằm xuống rồi. Kiệt Anh đang yếu máu ở đây và Kiệt Anh bị đấm bởi No Fear. Kiệt Anh có chạy được không? Câu trả lời vẫn là có. Babyfest đang bắn vào người No Fear và anh ta sẽ có mạng à gục. Ở đây thì Martin cũng đã lấy đi được mạng của Timmy. Cuối cùng thì IGP Gaming vẫn là những người có lợi thế hơn khi đó là một tình huống 2 đổi 3, tưởng chừng như một tình huống tồn tại khá lâu trong giao tranh của cả Blaze cũng như là Garrix, đã khiến cho rất nhiều thành viên của IGP Gaming thấp máu rồi. Nhưng sau cùng thì IGP Gaming vẫn là những người nhỉnh hơn một điểm hạ gục so với những gì mà In The Dark có được trong pha giao tranh vừa rồi. Và về lượng tiền thì IGP Gaming lại một lần nữa đã nhỉnh hơn so với những gì mà In The Dark có. Và với những mạng hạ gục vừa có được thì bây giờ một lần nữa thì Kiệt Anh vẫn đang là người chơi tốt nhất bên phía của IGP Gaming. Và Babyfest cũng đã bớt thọt đi rồi khi anh ta cũng đã ăn được một mạng trong tình huống đó và đã thoát về được thành công. Bây giờ số tiền của Babyfest đang là 4.500, đã lên xong cho mình cái kiếm điện và đang hướng đến cho mình đó là cái thánh kiếm. Trong những phút tiếp theo thì anh ta sẽ bắn thấm hơn và sẽ là một mối đe dọa lớn hơn cho các thành viên của In The Dark. Lúc này thì đang tụ tập khá nhiều người khu vực đường giữa này, sẽ có một tình huống đột kích đến từ In The Dark hay chăng đây. Babyfest yếu máu quá nhiều, anh ta chắc chắn là phải nằm trong tình huống này rồi. Chobit đã bật cho mình pháp trận thần kỳ nhưng không kịp để cứu đi cái mạng của Telnat. Giờ đây kẹt lại giữa 4 người, 5 người của In The Dark thì chắc chắn là phải nằm.
Đúng là đột kích đến từ In The Dark, và đó là một tình huống đột kích rất thành công, băng ra rất dũng mạnh đến từ Chris Kuhn. Anh ta cầm cái bộc phá trên người và ngay lập tức thì xạ thủ Babyfest đã phải nằm xuống. Ngay sau đó thì Chobit cũng kẹt lại giữa rất đông các thành viên bên phía In The Dark, và họ cũng đã không để cho người chơi trợ thủ của ISP Gaming có một tình huống thoát về. KA đẩy lẻ, tạo sức ép và thu hút sự chú ý của cả hai thành viên bên phía In The Dark, thậm chí sử dụng sát vực quay trở lại chơi luôn, bởi vì Ki đang tới, Ki tới, và hai thành viên này của In The Dark sẽ phải nằm xuống cả hai. KA đánh quá tốt ở trong trận đấu này. Bây giờ Martin cùng với Garris tới muốn báo thù cho những người đồng đội của mình, nhưng có phát hiện ra KA ở trong bụi hay không? Ki thấp máu, Ki vẫn nhảy về được. KA đã bị phát hiện rồi. Garris, KA chết rồi. KA sẽ phải nằm xuống trong tình huống này khi mà Martin đang truy đuổi theo. KA không thể thoát đi đâu được nữa. Tôi thắc mắc rằng tại sao KA lại không ở nguyên trong cái bụi đấy và chờ đợi một cái phép màu gì đấy, thay vì là anh ta cuống quá để chui ra khỏi bụi, và chắc chắn là sẽ bị lộ sai khi mà hai thành viên của In The Dark đang có mặt ở đây, đang câu kéo được tương đối nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì cũng đã phải nằm xuống. Trước đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng KA đã có một tình huống bait là rất ổn, khiến cho hai thành viên bên phía của In The Dark, đó là PlayS cùng với Chris Ku đuổi theo và Ki đến, và Ki đã khiến cho cả hai phải nằm xuống. Tình huống chơi tốt của KA nhưng sau đó thì anh ta vẫn đã phải bị tiêu diệt. Martin mặc dù bắn viễn trình kích không phải là quá hay, tuy nhiên thì khả năng giữ vị trí và farm của anh ta cũng đang là rất ổn khi đang có một KDA là 104 cùng với 6.300 tiền, là những gì mà người chơi xạ thủ bên phía ITD có được. In The Dark có được, cho biết thấp máu, bên Fed cũng vậy, nhưng chưa ai phải nằm xuống cả. Garris băng vào dũng mãnh và hạ gục đi người chơi xạ thủ của bên phía ISP Gaming. ISP Gaming lại một lần nữa mất đi hai người rồi. Combo rất tốt đến từ PlayS, anh chàng này chơi con Wonder Woman này cực kỳ hay, tấn công dũng mãnh. Đó là In The Dark. KA tới đây, nhưng KA làm sao mà đánh lại với cả bốn người này của In The Dark đây, kéo cả hai người về. Ki cũng tiến ra với một tình huống chiêu cuối đến từ vị tướng Zil, rất nỗ lực, đó là các thành viên bên phía ISP Gaming, nhưng họ đã phải nằm xuống lần lượt từng người một, và là quét sạch dành cho In The Dark. Quét sạch dành cho In The Dark và có lấy được ngay ván đấu này không? Đây, một giây nữa, chính xác hơn là không giây nữa thì Babyfest sẽ ra cả cho biết nữa. Như vậy là sẽ chỉ có một đường lính siêu cấp dành cho bên phía của In The Dark mà thôi. Một tình huống chúng ta thấy rằng là Chris Ku đã lao vào quá hay, và cùng với đó là cả Garris nữa. Chris Ku và Garris với một pha mà họ đã băng vào phía sau cái trụ ngoài khu vực đường giữa của bên phía ISP Gaming và lấy đi cho mình cái mạng của Babyfest một cách cực kỳ hổ báo. Và đó là tình huống tôi nghĩ rằng đã mang đến cái ưu thế dành cho In The Dark ở trong pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ thì ICP họ đã hồi sinh được toàn bộ cả 5 thành viên rồi, hướng lên con rồng bạo chúa này ngay khi mà In The Dark có những thành viên yếu máu và sẽ phải lùi về. Một tình huống mà ăn rồng theo tôi cũng là hơi nguy hiểm đến từ các thành viên của ICP, nhưng họ cũng đã nhận ra rằng bên phía của In The Dark đã có mặt cả No Fear ở khu vực này nữa và sẽ bỏ con rồng bạo chúa này lại và chưa ăn nó ngay. Có lẽ là nên bỏ, bởi vì một tình huống đánh nhau ở hang rồng, một tình huống giao tranh tổng như vậy sẽ là bất lợi hơn dành cho ISP Gaming. Rõ ràng là với đội hình của In The Dark thì họ có khả năng giao tranh là rất mạnh, đặc biệt là với PlayS, anh ta đang thể hiện những pha combo với vị tướng Wonder Woman cực kỳ hay. Garris cùng Chris Kuhn vẫn đang là những dàn chắn. KA băng vào, KA không thể cướp được con tà thần xe ra, và KA sẽ phải nằm lại trong hang tà thần hay trang đầy. Đúng là như vậy, điểm hạ gục siêu việt dành cho Garris. Tiến tới với lốc chân không đến từ No Fear và đội hình của ISP Gaming tan vỡ rồi. Cho biết KA cùng với Lạc Lạc sẽ phải lùi về khi mà Bayfet đã phải nằm xuống một lần nữa, nhưng PlayS tiến lên, anh ta đang làm choáng làm trận so với Cho biết. Chris Kuhn cũng tiến lên và khiến cho ba người của ISP Gaming không thể làm gì trước sức ép này. Một tình huống quăng dây hay nữa đến từ PlayS và thả luôn ra con rồng tiên phong để lấy đi ván đấu này, bật cho mình chiếc cuối hạt giống sinh mệnh, đó là Garris. Lạc Lạc thấp máu, cho biết cũng vậy. No Fear băng vào, Ki là người còn sót lại cuối cùng sau khi Lạc Lạc cùng cho biết sẽ phải mất đi pháp trận thần kỳ này. Vẫn đang rất nỗ lực phòng ngự đến từ các thành viên còn lại của ISP Gaming, đã chấm dứt được Martin, nhưng Ki cũng phải trả giá. KA đã ra rồi, Bayfet cũng ra, có kết thúc luôn được ván đấu hay không? Câu trả lời có lẽ là không, khi mà ISP Gaming đang phản công và người bị quét sạch lại là In The Dark. Rất đáng tiếc cho In The Dark, họ lại tham rồi. Một tình huống mà chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm của một đội tuyển lần đầu tiên tham dự một giải đấu chuyên nghiệp là ít ỏi như thế nào. Họ cần phải để ý về việc là ICP đã hồi sinh. Lúc đó thì các thành viên ICP họ đã ra rồi, và chắc chắn là với chỉ một con rồng tiên phong Molester, chỉ một con xe để có thể lấy luôn được cái trụ nhà chính của bên phía ICP Gaming, đó là điều quá là khó, đó là điều bất khả. Bây giờ thì họ đang bị bào lại những cái trụ, và ngược lại hãy xem ICP họ sẽ xử lý như thế nào. Chắc chắn họ sẽ không tấn công quá sâu vào một cái khu vực trụ nào của bên phía In The Dark cả, và tôi nghĩ rằng sẽ hướng đến cho mình đó là con rồng bạo chúa này. Đó sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn, nhưng cũng hơi khó đây, bởi vì lúc này thì Lạc Lạc yếu máu, Chobit yếu máu, Bayfet ở đây, và Ki cũng đang xuất hiện. Bốn thành viên, năm thành viên của bên phía In The Dark nhận ra điều này, họ hiểu được là rồng bạo chúa sẽ là mục tiêu của bên phía ICP. Họ đang đến, con rồng đang đi hơi xa, con rồng đã nằm xuống rồi, nó thuộc về các thành viên bên phía của ICP Gaming.
Cuối cùng thì IGP Gaming cũng đã xử lý khéo léo và ăn được con rồng bạo chúa để cho cái quyền năng hắc ám nằm trên người của người khỏe nhất ở trong đội hình của họ ở thời điểm hiện tại, đó là KA. KA đang có KDA là 647 và đã gần full đồ rồi, có lẽ là món đồ cuối cùng mà KA muốn hướng tới giáp là cái sinh. Giáp hộ mệnh, đúng là như vậy. Sẽ là giáp hồi sinh cho KA, anh ta đang là người giàu nhất trên bản đồ vào thời điểm này. Còn bên phía của Angel Duck thì họ cũng đang nuôi được khá tốt. Với trường hợp của Elsu bây giờ thì Elsu bắn thường thôi cũng khá là thấm, với việc là anh ta đã có cho mình cả kiếm Muramasa. Cùng với đó là một cái thứ đồ bảo kê rất tốt, đó là cái liềm đoạt mệnh nữa. Chobit đang có mặt ở đây sẽ làm choáng được hai người bên phía của Angel Duck đang bỏ chạy tán loạn, khi ở phía sau thì Babyface đang bắn nhưng Kiệt Anh đã đi vào hơi sâu một chút. Ở đây thì Angel Duck họ đang phản công lại với việc là đu vào đến từ Blaze. Anh đã tiêu diệt được Kiệt Anh. Ở phía sau Martin đã bị yếu máu với việc Lạc Lạc truy đuổi quá gắt và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Mỗi bên mất đi 3 người và bên phía IGP Gaming còn đó là Chobit cùng với Lạc Lạc, thì bên phía Angel Duck còn đó là Blaze cùng với Quisku. Một tình huống lao vào nhau, một tình huống mà KA đã sử dụng tốc biến sắt vực nhưng không bắt được Martin. Cuối cùng thì Martin cũng phải nằm lại, những cái giá mà IGP Gaming phải trả thì cũng là tương đồng so với những gì mà Angel Duck mất đi. Như vậy là trận đấu vẫn sẽ còn kéo dài. Tỷ số về điểm hạ gục đang là 22-20. Về lượng tiền thì IGP Gaming vẫn đang nhỉnh hơn khoảng 4.000 tiền so với những gì Angel Duck có, nhưng đường lính siêu cấp đầu tiên thì vẫn đang thuộc về Angel Duck và vẫn chưa thể nói trước được kết quả của ván thi đấu này với những gì mà cả hai đội đang thể hiện. Tôi thấy rằng Angel Duck hiện tại họ đang có được những ưu thế nhất định trong tình huống giao tranh của mình. Nếu như họ có thể bảo kê tốt được cho Martin để anh ta có thể bắn ở tuyến sau, thì trong những tình huống giao tranh tổng, Angel Duck sẽ là những người có lợi hơn. Trong tình huống trước đó chúng ta cũng thấy rằng họ có một người bị kẹt lại ở giữa vòng vây của IGP, nhưng sau đó thì vẫn đã lật lại được giao tranh và lấy đi được mạng của ba người bên phía đối thủ của mình. Vào lúc này đây thì sẽ là những mục tiêu lớn mà cả Angel Duck lẫn IGP Gaming họ sẽ cần phải hướng đến trong thời điểm mà họ chờ đợi con tà thần Seja tiếp theo sẽ xuất hiện, và đó sẽ là thứ có thể khiến cho cái thế trận của trận đấu này được thay đổi đi. Hiện tại thì đang khá cân, với lượng tiền đang nhiều hơn dành cho IGP Gaming, nhưng ở phút thứ 16 này lượng tiền này không phải là một vấn đề quá lớn đi. Lúc này thì Elsu trong tay của Martin cũng đã khá lớn rồi và anh ta bắn đầu, và Quisku thì cũng đã full đồ, cũng giống như trường hợp của KA ở bên phía của IGP Gaming. Cả hai đều đang có trên người cái giáp hộ mệnh. Lạc Lạc cũng đã full đồ rồi với lượng tiền là 11.200 tiền. Chỉ còn lại một vài thành viên của IGP Gaming là chưa full đồ mà thôi. Quisku đang bị bắt bởi các thành viên đến từ bên phía IGP Gaming. Đó là một tình huống bắn không trúng. Cả hỗn mang tiễn và cả tán xạ tiễn đến từ Babyface Blaze đấy. Và một lần nữa đang thể hiện khả năng combo của mình với vị tướng là Wonder Woman. Nhưng lần này thì giáp tay thần kỳ nó không phải là quá đẹp nhưng vẫn bắt được Babyface. Và Babyface đang thất vào, Babyface không thể bắn được trong giao tranh. KA tới nhưng KA đang phải đứng giữa cả năm thành viên của Angel Duck. Lạc Lạc cố gắng quẩy KA hồi sinh lại nhưng Lạc Lạc bị chấm dứt mất rồi. KA cũng vậy, và chỉ còn lại một mình Key ở trên bản đồ là người của IGP Gaming mà thôi. Một tình huống mà IGP Gaming họ đã truy đuổi đó là Quisku với vị tướng là Richter, nhưng họ không đạt được mục tiêu của mình. Và ngược lại thì sau đó khi mà mọi thứ đã trở nên bị lật ngược thế cờ đối với IGP Gaming, thì những sự xuất hiện của các thành viên họ xuất hiện sau đó là quá rời rạc và họ bị quét dơ bởi các thành viên của Angel Duck. Và bây giờ Angel Duck đang tràn vào đây, chắc chắn là họ sẽ có được chiến thắng này rồi. Khi có mặt đây thì giải quyết được điều gì đây? Cái trụ vẫn đang được bào đi bởi các thành viên bên phía của Angel Duck và tỷ số chắc chắn rồi sẽ là 1-1. Ki cố gắng dọn dẹp nốt tên lính cuối cùng nhưng một mình Ki là không đủ, và cuối cùng thì đã có được ván thắng dành cho Angel Duck. Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn với tỷ số là 1-1 như thế này. Tưởng chừng như khoảng cách giữa IGP Gaming và Angel Duck là khá xa xôi, là mênh mông nhưng không mênh mông lắm. Chúng ta cũng thấy rằng tình huống đó Quisku né chiêu, tôi nghĩ rằng không phải là hay đâu. Quisku đã có một tình huống anh ta chạy cạ mặt vào tường, nhưng các thành viên của bên phía IGP Gaming họ ra chiêu đều trượt cả, tất cả những chiêu từ dây thừng chân thật đến hỗn mang tiễn của Theonas đều bắn trượt vào người Quisku, và họ tự phải nằm xuống thôi khi mà lúc đó rất nhiều chiêu thức đã được tạo ra. Quisku ở cái nhiệm vụ của anh ta ở trong tình huống đó chỉ là bật lên cho mình cái công thủ toàn diện và chạy, thì chạy thoát là xong. Lúc sau là các thành viên của bên phía của Angel Duck họ có mặt và họ sấp cho các thành viên của bên phía IGP là phải nằm xuống hết. Nếu như ở ván đấu trước anh Sơn có hỏi là tôi ấn tượng nhất với ai ở trong đội hình của Angel Duck thì ván đấu đó thật khó trả lời, nhưng ván đấu này thì tôi ấn tượng nhất với người đi rừng Blaze, với khả năng sử dụng vị tướng Wonder Woman là cực kỳ mượt mà và ngọt ngào với những cú dây thừng được quăng ra với những cái giáp tay thần kỳ. Và ở trong pha giao tranh cuối cùng thì Babyface cũng đã rất nỗ lực nhưng cũng không thoát khỏi được sự truy đuổi đến từ người chơi đi rừng của bên phía Angel Duck, và một pha giao tranh IGP Gaming đã tan vỡ và cuối cùng thì họ đã mất đi ván đấu này, mặc dù cũng đã có được rất nhiều lợi thế so với đối thủ của mình.
Mặc dù là Inter Đắk thậm chí họ còn phạm một sai lầm lớn khi mà trong tình huống họ ăn cho mình xong con tà thần Xê Gia và sau đó tiến thẳng vào khu vực trục đường giữa của IGP Gaming, không để ý thấy các thành viên IGP Gaming họ đã hồi sinh được gần hết và cố gắng để lấy luôn đi trận đấu. Ở tình huống đó thì bên phía của Inter Đắk họ bị bật ngược trở lại với việc là quét dơ, đúng không nhỉ? Một tình huống quét dơ đến từ các thành viên của IGP Gaming, nhưng sau đó họ vẫn đã có thể thành công với việc quay trở lại ở ván đấu thứ nhất và đã gỡ hòa được tỷ số sau hai ván đấu, bây giờ đang là 1-1. Bất ngờ, tôi nghĩ rằng như vậy trong trận đấu mà IGP Gaming tôi nghĩ rằng sẽ có chiến thắng 2-0 một cách khá dễ dàng với những gì họ đã có trong ván đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì IGP Gaming họ lại cho thấy rằng đây là lý do mà đội tuyển này vẫn chưa thể có được thành công ở đấu trường danh vọng Serie A. Đến đối đầu với một đội tuyển ở đấu trường danh vọng Serie B mà còn gặp khó khăn nhiều như thế này. MVP trận đấu đúng như lời dự đoán của Bình luận viên Anh Dũng, đó sẽ là trường hợp của PlayS với vị tướng Wonder Woman, KDA là 8-5-16. Cũng nằm xuống khá nhiều lần đấy chứ, nhưng vẫn tạo ra được những sự khác biệt ở trong giao tranh, đặc biệt là những tình huống mà anh ta đu bám vào Babyface. Như là tất cả những gì mà Inter Đắk có được trước IGP Gaming, một ván đấu cực kỳ hay. Garris cũng đã có một ván đấu rất tốt khi làm dàn chắn với những tình huống hạt giống sinh mệnh được bật lên để cho Martin có thể bắn. Martin mặc dù bắn viễn trình kích không hay nhưng giữ vị trí và đứng bắn tay thì là tương đối tốt, và cũng không thể không kể tới Chris Ku với những tình huống băng vào dũng mãnh của mình nữa. Còn IGP Gaming thì tôi nghĩ là họ đã chơi sai với việc pick đội hình như thế này, nhưng họ vẫn có những tình huống lao vào và đánh nhau 5 năm với đối phương. Có lẽ là không nên làm như vậy. Với một KA đã rất khỏe từ giai đoạn ban đầu thì họ nên chia người ra và tạo áp lực lên những đường khác nhau để câu kéo đội hình của Inter Đắk thì có lẽ là tốt hơn. Trận này IGP họ đã không thể nuôi được Babyface với cái KDA quá xấu, anh ta là 277, không được bắn quá nhiều trong giao tranh. Đã có một số tình huống mà Babyface ở phía sau giữ vị trí tốt và bắn, nhưng anh ta quan trọng là không có đồ. Và khi mà Telnas không có đồ thì bắn Telnas ở đến giai đoạn cuối trận vẫn chưa full đồ. Giai đoạn mà chúng ta chứng kiến trận đấu bị kết thúc đi thì Telnas ở trong tay Babyface là vẫn chưa full, thì rất là khó để cho anh ta có thể tạo ra được sự đột biến trong giao tranh. Và trong cái khu ban pick ở ván đấu thứ hai chăng nữa thì tôi thấy rằng bên phía của IGP Gaming họ không có một cái dàn chắn thực sự là tốt, bởi vì họ đã lựa chọn cái việc là sử dụng Timmy để bảo kê cho Telnas rồi, thì với Veres, một vị tướng mà máu khá là dấy, đứng ở tuyến đầu trong giao tranh nó sẽ mang lại những sự thiệt thòi dành cho bên phía YGP Gaming. Và chúng ta đã có kết quả hòa sau hai ván đấu đầu tiên, sẽ là ván đấu thứ ba với những diễn biến đáng chờ đợi đang chờ chúng ta trước mắt, và trước hết thì sẽ là những tình huống đáng chú ý của ván đấu thứ hai.
Ván đấu thứ hai của trận đấu giữa IG Gaming và In The Dark đã kết thúc với chiến thắng bất ngờ dành cho In The Dark, và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu đầu tiên của đấu trường danh vọng CDB trong mùa giải đầu tiên được tổ chức rất hấp dẫn. Với việc là đội tuyển được đánh giá là yếu hơn, đó là In The Dark giờ đây đã có được một tỷ số hòa trước IGB Gaming, và hai đội sẽ phải bước vào ván đấu thứ ba để phân định xem đội nào sẽ có được chiến thắng trong kèo đấu bo ba này. Và bây giờ thì IGB Gaming họ tôi nghĩ rằng đã bị tổn thương và sẽ phải cần phải có một sự quay trở lại với sự giận dữ, và nó cần phải được cụ thể hóa bằng chất lượng của trận đấu mà những gì mà họ đã sẽ phải tạo ra ở trong ván đấu thứ ba này. Tôi cũng nghĩ là như vậy, đặc biệt là ở trong ván ba này thì họ sẽ được quay trở lại ở bên phía đội xanh. Đội xanh thì vẫn đang có tỷ lệ thắng 100% ở trong kèo đấu này của chúng ta. Ở trong ván đấu trước là một ván đấu có rất nhiều những điểm hạ gục khi mà cả hai bên đã lao vào nhau liên tục, và rõ ràng là về mặt đội hình thì đội hình của In The Dark là đội hình có lợi hơn trong việc lao vào nhau như vậy, và IGB Gaming sau rất nhiều lần va đập với đối thủ thì cuối cùng thì họ là những người thua, mặc dù đã vươn lên dẫn trước về tiền, về thế trận tương đối nhiều trong giai đoạn đầu tiên. Va đập rất nhiều, và chúng ta cũng thấy rằng chỉ ở trong phần highlight sau trận ở ván 1 thôi, chúng ta cũng đã được quan sát quá nhiều những tình huống giao tranh tổng của đôi bên. Thì rõ ràng trong những tình huống đó thì những combo mà bên phía của In The Dark họ tạo ra mang lại nhiều hiệu quả hơn so với bên phía của IGB Gaming, và đó là lý do mà IGB Gaming họ đã phải nhận thất bại ở trong ván đấu thứ hai. Một lý do nữa đến từ việc là họ đã không thể nuôi được trường hợp của xạ thủ là Theonas trong tay của Babyfest. Ở chiều ngược lại, xạ thủ của bên phía In The Dark chơi không phải là quá xuất sắc, đó là Elsu, với việc là ở giai đoạn đầu trận anh ta thường xuyên có những tình huống vị trình kích không chính xác, nhưng sau đó thì ở giai đoạn cuối trận Elsu đã tự lo được cho mình ổn hơn, và anh ta cũng đã có được những cơ hội để có thể xả ra sát thương ở trong tình huống giao tranh tổng. Và đó là lý do giúp cho In The Dark có được ván 2 rất tốt trước IGB Gaming. Bây giờ thì hai đội tuyển sẽ bước vào ván 3, và với luật là cấm chọn quốc tế mà chúng ta đã có thì cái lượng tướng mà bên phía của IGB Gaming cũng như là In The Dark đã bị hạn chế đi, với việc là họ sẽ không được sử dụng tổng cộng là 10 con tướng đã chơi trong hai ván đầu, và cùng với đó sẽ là 4 con tướng cho mỗi đội ở trong phần ban pick ở ván 3 này. Vừa rồi tôi nhìn thấy một nụ cười khá tươi đến từ Nofia ở trong ván đấu thứ 3 này. Thì nếu xét về lượng tướng thì có lẽ là In The Dark là người, là đội tuyển mất đi nhiều vị tướng mạnh hơn, theo tôi nghĩ là như thế, khi mà trong ván đấu, hoặc là cả những vị tướng thuận tay của họ nữa. Đúng vậy. Với những đội tuyển mới mẻ như là In The Dark thì tôi liều đoán rằng cái bể tướng của họ không thực sự là quá là rộng rãi giống như những đội tuyển đã có khoảng thời gian dài họ thi đấu với luật ban pick quốc tế này như là IGB Gaming. Thì ở ván 3 này IGB Gaming sẽ có được ưu thế, chúng ta đoán là như vậy, về việc ban pick đi. Nhưng trước hết thì hãy xem là họ sẽ làm như thế nào trong phần ban pick này đã. Bên phía của IGB Gaming họ cấm đi là Timmy và Hayate, còn In The Dark họ sẽ cấm vào đó là Florentino và Ritter. Ritter một lượt cấm nhắm đến Kiệt Anh. Như vậy là hở ra Dasi, và sẽ có Dasi lần đầu tiên tại đấu trường danh vọng CDB. KA trong cả 3 ván đấu thì không được chạm tay vào Winter bất cứ một lần nào. Đến từ những lượt cấm và cả những lượt chọn của bên phía In The Dark, lần này có lợi thế bên phía đội xanh, và IGB Gaming đã lựa chọn Dasi. Nhiều khả năng Dasi sẽ nằm trong tay của Key ở vị trí đi rừng. Một lần nữa thì Key sẽ chơi một vị tướng đi rừng sở hữu sát thương phép thuật, giống như trong ván 2, đó là khi mà anh ta cầm cho mình là Zil. Ván 2 thì tôi đánh giá Key chơi không phải là quá hay. Gì mà anh ta đã làm được không thực sự là ổn. Tôi thấy rằng Key không có nhiều tình huống phong ba chuẩn xác vào người của Elsu. Đó là cái yếu tố cần có của một người đi rừng, anh ta cần phải triệt hạ được nguồn sát thương chủ lực bên phía của đối thủ của mình. Với việc là có được Dasi thì In The Dark họ dùng một cái bài quen thuộc trong quãng thời gian gần đây ở đấu tranh danh vọng thôi, đó là sử dụng cho mình Chawna để hóa giải đi cái ma trận thứ nguyên mà Dasi có thể có được trong những tình huống giao tranh. Và vị tướng còn lại mà In The Dark lựa chọn đó là Omen. Omen chọn bây giờ dường như là hơi sớm hay chăng, bởi vì là IGB Gaming họ đã chọn Omen rồi và sẽ không thể chọn được Omen một lần nữa. Nhưng In The Dark vẫn đã quyết định là lựa chọn luôn cho mình đó là Omen, chắc là trong tay của Chris Cool. Omen đúng là nếu lựa chọn ở sự lựa chọn đầu tiên thì nó cũng không phải là quá cần thiết lắm, khi đúng là IGB Gaming sẽ không thể lựa chọn được vị tướng này nữa. Có lẽ đưa Omen xuống lựa chọn thứ 3 thì cũng sẽ là hay hơn, bởi vì những lựa chọn mà In The Dark muốn lựa chọn thì có thể bị IGB Gaming lấy mất ở trong hai sự lựa chọn tiếp theo của họ. Đúng vậy, sao không lấy luôn Tulen dành cho No Fear thích Tulen đến vậy, tại sao lại không cho anh ta dùng, đúng không? Bây giờ thì IGB Gaming đã lựa chọn cho mình là Malok và Sephera. Malok, Sephera cũng rất ổn với sự đa năng đến từ hai vị tướng này. Malok hoàn toàn cùng với Sephera có thể đảo đường cho nhau với những vai trò là khác nhau ở khu vực đứng giữa hoặc khu vực đứng đơn đều ổn cả.
Và sự lựa chọn cuối cùng của In The Dark ở trong ba sự lựa chọn đầu tiên sẽ là gì đây? Có phải là Tulen dành cho Nofi hay không? Thậm chí là Malok Sivera hoàn toàn có thể, cả hai vị tướng này đều có thể đi hỗ trợ được ở trong tay của đó là Chobis. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mà Malok đi hỗ trợ thì cũng không thực sự là quá ổn. Bây giờ bên phía của In The Dark họ sẽ hướng đến lựa chọn cuối cùng trong phase chọn đầu tiên. Hãy xem là sẽ còn được vị tướng nào cho In The Dark vào lúc này. Xạ thủ thì bây giờ Elsu họ dùng rồi, Donat dùng rồi, HT bị cấm rồi. Cafeni có thể sẽ là Cafeni. Không, như vậy họ đã lựa chọn cho mình đó là Quillen. Quillen này sẽ được sử dụng bởi Blaze S. Blaze ván đấu trước đã chơi cực kỳ ấn tượng với khả năng combo Wonder Woman rất hay. Và để xem là ván này khi chơi một vị xạ thủ như Quillen thì anh ta có chơi chính tốt là như sát vậy thủ, không? Sát thủ sát, như sát thủ như Quillen. Quillen này cũng sẽ là một lượt cấm gián tiếp vào bên phía của Azure Gaming, với việc là trong hai ván đầu tiên chúng ta cũng thấy rằng Inzadak không muốn cho Ki được chơi Quillen. Ván thứ ba cũng vậy, thay vì cấm thì họ lại chọn luôn. Và Inzadak bây giờ sẽ cấm đi thêm những xạ thủ nữa, bởi bên phía của IGP họ chưa có cho mình xạ thủ. Mất luôn Tulen, đấy tôi đã nói rồi, không nghe. Nhưng có lẽ là phần cấm chọn của Inzadak của phần cấm chọn của Inzadak thì đang hướng tới những người chơi của IGP Gaming rất nhiều, đó là Richter của KA không được lựa chọn ở trong cả ba ván đấu, cả Quillen trong tay của Ki cũng không được lựa chọn trong cả ba ván đấu nữa. Bằng những lượt cấm hay bằng cả những lượt lựa chọn của mình thì In The Dark đang nhắm thẳng vào hai người chơi này của bên phía IGP Gaming. Đúng vậy, chúng ta cũng thấy rằng là ngay trong cách cấm chọn thôi thì In The Dark hoàn toàn nghiêm túc với việc là nghiên cứu đối thủ của mình để xem là điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ là gì, và họ cấm chọn một cách có chiến lược, chứ không phải là cấm chọn theo kiểu là những quân bài mạnh nhất thì cấm đi. Và In The Dark họ cấm thêm đi một xạ thủ nữa, đó là Moren chứ không phải là Cafeni. IGP Gaming họ đã cấm đi Tulen của Nofia rồi, liệu có cấm nốt một vị tướng đường giữa nữa hay không? Ở trong đội hình của In The Dark thì họ đang thiếu một vị Pháp tướng sư đường giữa và một vị xạ thủ nữa ở trong đội hình của mình, thì IGP Gaming họ sẽ muốn cấm gì khi mà đối phương họ đã tự cấm đi hai xạ thủ rồi? Với Elsu thì hoàn toàn dễ hiểu khi họ cũng đã sử dụng trong ván đấu trước, và thêm cả Moren nữa, nhưng xạ thủ thì còn rất nhiều theo Anas, cả hai đội lấy rồi, nhưng còn đó là Yon, còn đó là Van Hen, còn đó Cafeni như những gì mà anh Sơn chia sẻ, thì lượt cấm cuối cùng của IGP Gaming là Van Hen. Cấm vào Van Hen như vậy sẽ hở ra là Cafeni, và nhiều khả năng là bên phía của In The Dark họ sẽ chọn vị tướng này chăng? Chúng ta chưa biết là Martin chơi Cafeni có tốt không. Như vậy là sẽ có Cafeni cho bên phía của In The Dark. Đổi ngược lại thì IGP Gaming bây giờ họ sẽ cần phải lựa chọn cho mình một vị tướng xạ thủ này và một vị tướng kiểu chiến binh đi đường đơn. Thì xạ thủ giờ đây còn Yon, còn ai nữa nhỉ? Còn Slim à? Slim thì thường được khó mang đi rừng nhiều khó hơn là đem ra để đi ở khu vực đơn. Cả Whips. Phoenix cũng vậy, đúng. Còn Whips, còn Yon là những lựa chọn khả dĩ nếu như IGP Gaming thì họ muốn cũng chơi có thể không xạ chọn xạ thủ nếu như họ quyết định là để cho Daxi sẽ là cái người cấu trụ chủ yếu với những tình huống nhất dương chỉ của mình. Thì bên phía của IGP họ có thể chọn thêm cho mình hai vị tướng kiểu cứng cứng để tạo ra dàn chắn cho Daxi được chơi, thì điều đấy hoàn toàn là có thể xảy ra. Tôi thấy rằng đội hình của In The Dark giờ đây đang có vẻ khá ổn, với việc là họ có được những sự khắc chế hướng đến là Daxi, với việc có trong Na và có được Omen, một vị tướng đi đường đơn rất khỏe. Như vậy là Roshi cùng với đó là Joker là những sự lựa Joker, chọn mà IGP Gaming đưa ra. Chúng ta đã quên mất là Joker cũng là một trong vị xạ thủ có thể được sử dụng vào thời điểm này. Những cái chất xạ thủ của Joker thì nó không phải kiểu dạng gây sát thương theo thời gian, mà nó là một mẫu xạ thủ dồn sát thương với những cái quả tên lửa và những cái quả bom cười của mình mà anh ta có thể tạo ra. Và sẽ là Roshi. Roshi đối đầu với Omen cực kỳ ổn trong giai đoạn ban đầu, với khả năng xóa sổ lính có thể nói là còn nhanh hơn so với cả Omen nữa. Như vậy là đội hình của IGP Gaming cũng đã hoàn thiện một khung đội hình với ba vị tướng ở trong giai đoạn ban đầu mà họ lựa chọn là rất quen. Tuy nhiên thì ở trong giai đoạn sau thì với việc cấm khá hay đến từ In The Dark thì có lẽ Joker tôi nghĩ cũng không phải là vị tướng ưng ý nhất mà IGP Gaming muốn lấy để chơi vị trí xạ thủ trong ván đấu này đâu. Nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ là Joker để đối đầu với Cafeni của bên phía In The Dark. Thực ra Joker có cái hay ở cái chiêu 2 của anh ta có thể miễn nhiễm đi sát thương vật lý. Những tình huống mà Quillen băng vào thì Joker có thể bật lên chiêu 2 của mình và có thể chạy thoát được. Cùng với đó cầm theo một cái tốc biến nữa thoát ra khỏi giao tranh một cách an toàn. Thì bên phía của In The Dark họ lựa chọn cho mình pháp sư đứng giữa cho Nofia là Rass. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại nhìn thấy Rass ở giải đấu chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile.
Thì bây giờ thì hãy xem là Nofia sẽ sử dụng quân bài này như thế nào. Thì anh ta với Ras sẽ là một vị tướng cũng theo cái trường phái là sốc sát thương, chứ không phải là một kiểu dạng cấu rỉa. Như vậy là đội hình của cả hai bên đều đã được hoàn thành. In the Dark họ có một đội hình tôi thấy là khá là ổn, với là Omen, Chauna, Quillen, Cafini và Ras. Bên kia chiến tuyến đó là Dasi, đó là Rossi, là Malok, là Joker và Sephira. Lạc Lạc với những gì mà lineup này đang thể hiện thì Lạc Lạc lại một lần nữa sẽ không chơi pháp sư ở trong ván đấu này, mà anh ta sẽ chơi Malok. Ván đấu trước thì là Veres. Veres thì chúng ta cũng đã thấy Lạc Lạc sử dụng nhiều tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 rồi. Nhưng với Malok thì có lẽ đó là một sự trải nghiệm mới mà Lạc Lạc cũng đang muốn mở rộng bể tướng của bản thân, cũng như là đa dạng hóa lối chơi để đem lại nhiều sự lựa chọn hơn dành cho chiến thuật mà IGP Gaming. Thực ra thì với quân bài Malok này nó không phải là quân bài khó chơi. Malok khó nhất là cái luyện ngục của anh ta cần phải hất tung được càng nhiều người càng tốt. Còn cái chiêu 1 của anh ta thì quẹt trúng càng nhiều càng tốt, cũng tương đối là dễ sử dụng. Đoạt hồn thì quá dễ rồi, chiêu thứ hai rất dễ sử dụng rồi. Thì với một người chơi có kỹ năng cao như là Lạc Lạc thì việc sử dụng Malok tôi nghĩ rằng không phải là vấn đề gì là khó khăn đối với Lạc Lạc cả. Vấn đề là anh ta sẽ di chuyển như thế nào, sẽ tạo ra những cái sự đột biến trong giao tranh như thế nào. Với Malok ở khu vực giữa sẽ có khả năng farm được nhiều hơn và sẽ cần phải đi gank ở hai khu vực đường cánh. Đó mới là vấn đề dành cho Lạc Lạc. Và tôi nghĩ có một vấn đề nữa, đó là Lạc Lạc thường đóng vai trò là người chủ lực của bên phía IGP Gaming, thì thay vào đó bây giờ anh ta sẽ đóng vai trò là một người mở giao tranh, một người tạo tiền đề cho những người đồng đội của mình. Thì những người chơi như Babyface sẽ làm như thế nào, hay Ki sẽ xử lý thế nào với vị tướng Dasi, đó sẽ là vấn đề của IGP Gaming và chúng ta sẽ xem là họ sẽ làm như thế nào ở trong ván thi đấu này. Vẫn đang tiến ra rất đông. Lạc Lạc tiến lên, cái quỷ kiếm đầu tiên được chém vào người của các thành viên bên phía của In The Dark. Quillen thì chưa ăn cho mình con bùa, nhưng Dasi đang chờ sẵn ở khu vực bùa xanh rồi. Nofia bị cống máu khá nhiều và anh ta không biết là sẽ có quyết định ở lại đây hay là phải trở về nhà để hồi máu. Cho biết và Lạc Lạc dọn lính khá nhanh và bây giờ đang có mặt đây để khiến cho con bùa đỏ này bị đe dọa rất nhiều. Chris Kuhn sẽ làm được gì đây? Garrick có mặt và ăn một cái quỷ kiếm của Lạc Lạc, sẽ mất đi con bùa đỏ hay chăng đây? Thủy âm được thả ra khiến cho Chris Kuhn bị chậm lại và con bùa đỏ đã thuộc về đó là Kiệt Anh. Một lần nữa thì IGP Gaming quyết định chủ động tiến vào phần rừng của đối thủ và cướp bùa, và lần này thì họ vẫn cướp thành công khi mà In The Dark cũng không cho thấy một sự phản kháng nào quá quyết liệt khi mà người chơi đi rừng của họ thì vẫn đang bận ở mảng dưới của phần rừng con bùa xanh. Trong khi đó thì Ki đang có một giai đoạn đi rừng hết sức thoải mái khi anh ta sẽ hoàn thành vòng rừng đầu tiên của mình mà không có bất cứ một sự ngăn chặn nào đến từ đối thủ cả. BS sẽ phải chơi mà không có con bùa đỏ của mình sẽ là một sự thiệt thòi rất lớn. Anh ta thậm chí bây giờ đang bị dí bởi đó là Kiệt Anh. BS đã buộc phải tháo lui về khu vực trụ đứng trên, đứng cạnh với Omen rồi. Bây giờ thì con rồng đầu tiên còn khoảng nửa phút nữa thì sẽ ra thôi, và đó sẽ là ưu thế dành cho IGP Gaming khi mà họ một lần nữa đã cướp được thành công con bùa đỏ của đối thủ. Với con bùa đỏ dưới chân thì KA đã thể hiện được sự trên cơ. Anh ta chơi rất khó chịu khi tiến thẳng vào rừng và gây ra sự nhiễu loạn dành cho Blaze. Trong khi đó thì Babyface với việc phải đi một mình ở khu vực đường dưới này từ nãy đến giờ thì lượng máu mà anh ta sở hữu cũng chỉ còn lại một nửa cây mà thôi. Nhận thấy điều đó, ba thành viên còn lại của IGP Gaming tiến xuống và giải quyết đi tơn lính thật nhanh để có thể set up ở khu vực hang rồng khi mà con rồng đầu tiên của ván đấu nó cũng đã chuẩn bị ra đời. Chặn lính đến từ cả hai người đi đường trên, và bây giờ thì ở khu vực dưới này ITD là đội đang lao vào con rồng hắc ám đầu tiên của trận đấu này trước. Nofia cống máu thì từ nãy giờ trượt khá nhiều với những tình huống đấm của anh ta, nhưng quả này thì trúng. Chobit đang bơi ở trong khu vực này, Kiệt Anh cũng đã đến rồi. Ở phía sau thì Omen cũng đang truy đuổi con rồng hắc ám, đang bị giải quyết bởi các thành viên bên phía IGP một cách chủ động nhiều hơn. Blaze băng vào rồng hắc ám thuộc về ai đây? Sẽ là rồng hắc ám cho Nofia. Đó là tình huống mà ITD họ có được ưu thế. Bây giờ thì các thành viên của bên phía IGP họ đang yếu máu quá nhiều, Lạc Lạc đã phải nằm xuống. Dồn rất nhiều quyết tâm vào con rồng hắc ám đầu tiên, và cuối cùng thì kết quả mà IGP Gaming nhận lại là họ mất luôn con rồng và mất đi cả bốn thành viên của mình. Một tình huống mà In The Dark cũng đã phản ứng rất tốt với kế hoạch mà IGP Gaming dành cho họ, và họ đã có được 4 điểm hạ gục, có con rồng và đang tấn công vào cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Nofia bị làm choáng bởi Chobit, dính một sát thương đến từ trụ nhưng vẫn có thể lùi về được thành công. Một lần nữa chúng ta thấy rằng bên phía của IGP Gaming họ có được ưu thế, nhưng sau đó trong tình huống giao tranh tổng thì họ lại thiệt thòi so với những gì mà In The Dark đã có thể có được trong tình huống đó. Thì bây giờ lợi thế về mặt lượng tiền nó đã dành cho In The Dark với khoảng cách lên đến khoảng 900 tiền rồi. Cùng với đó họ cũng đã cấu được một nửa máu của cái trụ khu vực đường giữa. Một lần nữa IGP họ băng vào đây để đe dọa vào con bùa đỏ này lần thứ hai trong trận đấu. Blaze quá cô đơn, Nofia đến làm được gì không? Ki cũng có mặt rồi, Chris Ku thì cũng sẽ chỉ
quan sát được thấy những gì mà IGP có thể làm ở khu vực trang bùa đỏ mà thôi. IGP họ vẫn đang cướp bùa một cách cực kỳ chủ động, nhưng ở trong những tình huống giao tranh tổng thì họ vẫn đang gặp những vấn đề của riêng mình. Với Malok thì IGP của mình vẫn rất chủ động trong những pha cướp bùa và khả năng kết nối của họ là tốt ở trong phần rừng của đối phương. Nhưng đúng là ở trong khu vực hang rồng vừa rồi thì cứ ngỡ rằng IGP của mình với đội hình này sẽ phải là những người có nhiều lợi thế hơn, nhưng cuối cùng thì họ lại bị quét dơ và mất đi cả con rồng. Chiêu cuối được bắn đến từ Martin, lao vào đến từ Blaes và Garris có một tình huống luyện ngục đến từ Lạc Lạc nhưng không kịp để giải cứu cho người đồng đội của mình đang cố gắng dọn dẹp lính thành công, nhưng cuối cùng thì BabyFest vẫn phải nằm xuống ở khu vực đường trên. Là sức ép ngược lại đến từ IGP của mình và họ thành công hơn khi có được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên này, mặc dù thì không có được điểm hạ gục của Chris Ku. Không có điểm hạ gục Chris Ku, nhưng điều quan trọng đó là IGP họ đã có được cái trụ đường trên rồi. Lúc này thì lượng tiền vẫn đang là thuộc về In The Dark, nhưng trụ đầu thuộc về IGP chứ không phải là In The Dark. Thì cái cách di chuyển của IGP họ vẫn mang dáng dấp của một đội tuyển chuyên nghiệp nhiều hơn, khi họ mang đến những lợi thế trong tình huống di chuyển là tốt hơn so với đối thủ của mình. Chỉ có điều là đúng là một đội tuyển mới như kiểu In The Dark thì họ luôn luôn có những tiếng combat tổng rất rất là hổ báo và tạo ra được những sự khác biệt ở trong những tình huống đó. Thì IGP họ cũng chưa chắc là đã có thể kiểm soát được toàn bộ mọi thứ ở trong trận đấu này đâu. Con dấu ám thứ hai của trận đấu đang được ăn bởi các thành viên bên phía của IGP Gaming. Blaes có mặt đây, cầu máu người cho biết dường như là quyết định sai lầm của Blaes. Martin xả súng ở bên phía ngoài nhưng con rồng đã phải nằm xuống rồi, nó thuộc về có lẽ là bên phía của IGP Gaming. Đúng là như vậy, Key đã chỉnh trị chuẩn xác trong tình huống đó. Lần này thì IGP Gaming đã thành công hơn rất nhiều hàng rồng khi họ không mất đi ai và họ có được con rồng hắc ám thứ hai của ván đấu này, cũng là con rồng đầu tiên mà họ có được. Cẩn thận No Fear đầu, và đầu, đó là bọc đầu bọc sau đến từ cả Blaze cũng như là No Fear. No Fear băng vào đấm cho biết thấp máu và Blaze có điểm mạng ngục siêu việt lại một lần nữa là BabyFest. Luyện ngục nhảy vào đến từ Lạc Lạc, Key cũng tiến theo, nhưng lại một lần nữa thì IGP Gaming đã mất đi ba người và Key rất có thể sẽ là người thứ tư khi mà Blaze tới. Và đúng là một lần nữa IGP Gaming mất đi bốn người và họ không lấy được bất cứ điều gì sau con rồng đó cả. Quetzer dành cho bên phía của In The Dark và họ sẽ có luôn cho mình đó là cái trụ bột khu vực đường giữa này, cùng với đó là một thế đẩy sẽ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiệt Anh bị giữ lại, dựng luôn cái sát vực lên và đánh vào người của Kiệt Anh, đó là Chris Ku. Ở đây thì có cả Blaze cũng đang chém người Kiệt Anh, keo lửa kéo Blaze vào, anh ta dính luôn cái bóng cười nằm xuống. Điểm chấm dứt vừa rồi khiến cho IGP Gaming có được tới 500 tiền từ Blaze, khi trước đó Blaze có một KDA là 404 nhưng quyết định tiến vào quá sâu và tấn công vào KA có lẽ là một quyết định sai, khi mà KA cũng đang rất khỏe và anh ta không bị nằm xuống, thậm chí còn kéo ngược lại vào người chơi đi rừng của bên phía ITD. No Fear đá liên tục trượt khi mà KA thể hiện được sự khó chịu của mình. KA đảo rất ảo và anh ta khiến cho những tình huống cú đấm chân không của Quyền Vương thường đi vào không khí. Lạc Lạc ở đây và đẩy lính tương đối cao. Lúc này thì thế lính là đang có ưu thế dành cho bên phía của In The Dark. Họ mới mất đi một cái trụ khu vực đường trên mà thôi. Ở khu vực đường dưới thì họ đang có ưu thế với việc là họ đã đẩy xong cái trụ một khu vực đường dưới của bên phía IGP Gaming và cũng sẽ có ưu thế trong tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng này. Và IGP Gaming đang có 4 người ở đây, Lạc Lạc đang đứng một mình ở đây và chưa có giao tranh gì cả. Bây giờ thì mới giao tranh, đâu phía đang yếu máu quá nhiều, anh ta đã lui ngược trở lại với nội tại đấm Black của mình. Một tình huống mà cả hai đội đều đứng ở trong cái bụi đó không nhưng lại có những bước xử lý khá chậm. Garris tiến lên, Quisku cũng tiến lên, Martin đang tới, BabyFest đang có được một vị trí tương đối tốt, KA cũng đang tới từ bên cánh trên. Và KA có kéo được ai về không? Kéo được Martin về và Martin bị chấm dứt bởi BabyFest mất rồi. Garris, Blaze, lần này thì Blaze không thể tới sau trong giao tranh được nữa. Nhưng đây là một cái luyện ngục rất tệ đến từ Lạc Lạc, khi tôi không hiểu ý đồ của nó là gì, khi mà cũng không có lính và góc đó thì cũng không phải là ép góc. Nhưng dù sao thì vẫn đã có cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa dành cho các thành viên bên phía IGP Gaming. 5 thành viên của IGP Gaming họ đã có mặt ở đó và đó là một lựa chọn đúng của bên phía IGP Gaming. Họ đã đẩy lùi được các thành viên bên phía của ITD về phía cái đường giữa của mình. Martin cũng đã phải nằm lại trong tình huống đó. Ở đây thì Blaze đang chém một người của Kiệt Anh, có No Fear ở đây nên Kiệt Anh mới lùi, chứ nếu không solo thì Kiệt Anh không sợ đối với Martin đâu. Lúc này thì level của anh ta thậm chí còn cao hơn là người đi rừng bên phía của In The Dark rồi. Quillen đang chơi với một KDA cũng không tồi đâu, là 414 nhưng số tiền mà anh ta có thì rất kém ấn tượng, chỉ là 3900 tiền mà thôi, yếu hơn khá nhiều. Ở đây Kiệt Anh đang bị yếu máu khi Martin đang tấn công một cách quá hổ báo người Kiệt Anh. Anh ta sẽ có được mạng gục vừa rồi và có luôn được cái trụ này nữa. BabyFest có mặt ở đây, BabyFest đang bị dồn sát thương bởi No Fear. No Fear dí vào hơi sâu, anh ta không lấy được mạng của ai và đã phải nằm xuống. Dù sao thì phần thưởng dành cho ITD đó sẽ là cái trụ một khu vực đường trên. Có lẽ đó là một tình huống băng vào cảm tử đến từ No Fear để cho người đồng đội của mình có thể lấy được cái trụ và có thể lùi về được, khi mà Martin cũng đã cực kỳ thấp máu rồi và chỉ cần chậm một nhịp thôi thì BabyFest sẽ có được điểm double kill ngay. Ở dưới này thì Key đang phòng ngự được những tên lính mà Quisku đẩy vào, trong khi đó ở khu vực đường giữa thì Lạc Lạc đang đi cùng Chobit. Garris đang đứng ở trong cái bụi này đã bị phát hiện ra bởi Lạc Lạc cùng với Chobit, nhưng lại một lần nữa người dưng ngược lối à. Nhưng lao vào đánh nhau thì cũng
không khó để cho Garrix có thể lùi về. Garrix vẫn còn cho mình đó là chiêu cuối, nhưng mà anh ta đứng như thế theo kiểu bán máu tôi không đồng ý một chút nào cả. Đó là một cái sự cấm kỵ dành cho những người đi trợ thủ của các đội tuyển đi. Bây giờ thì lượng tiền của hai đội đang là cân nhau khá là chằn chặn, với việc là IGP đang nhỉnh hơn chỉ khoảng 2-300 tiền mà thôi. Và với cái thế trận như này thì chúng ta cũng chưa thể biết được điều gì. Người nào chiếm được ưu thế ở trong khu vực hang Seja sẽ có ưu thế trong những giây phút tiếp theo. Cho biết đang tiến lên hơi sâu, chưa sử dụng cho mình chiêu cuối, bị cấu máu bởi đó là No Fear. 4 người của IGP đang có mặt ở đây và họ cảm thấy là chưa thể làm được điều gì cả, khi mà cũng đã nhìn thấy những thành viên của In The Dark cũng đang đứng ở khu vực hang con Seja và chưa đội nào tấn công vào đội nào cả. KA tiến ra, trong khi đó thì Chris Kuhn đang đẩy ở cánh dưới. KA thấp máu rồi và KA sẽ phải nằm xuống. Sát thương cuối cùng thuộc về No Fear. Martin bắn ra chiêu cuối. Bây giờ thì IGP Gaming không có lợi ở bất cứ đâu cả. Họ sẽ không thể tiến vào hang tà thần Seja, trong khi sức ép ở đường dưới của Chris Kuhn cũng sẽ khiến cho BabyFat phải xuống đây. Sẽ có tà thần cho In The Dark trong tình huống này, chắc chắn là như thế rồi. Họ đã lấy được mạng của KA và BlayS cũng đã có mặt ở đây để anh ta có thể sẵn sàng trừng trị con tà thần. Người duy nhất có mặt gần nhất với con tà thần đó là Lạc Lạc. Liệu rằng có một tình huống luyện ngục thẳng vào con tà thần hay không? Cho biết cũng đang có ở đây rồi, và luyện ngục đến từ Lạc Lạc hớ rồi, và chắc chắn là anh ta sẽ phải lui, nhưng cũng đã đẩy được 4 thành viên bên phía của In The Dark về. Như vậy là anh ta cũng đã thành công với việc là bảo vệ con tà thần trong phút chốc, bảo vệ được con tà thần và khiến cho kế hoạch ăn tà thần của đối phương không thể thực hiện được thành công. Tuy nhiên thì IGP mình cũng sẽ không thể có được những lợi thế quá nhiều, khi bây giờ khu vực đường đơn thì sau những giai đoạn ban đầu khỏe hơn thì bây giờ KA đã phải né mặt Quisku trong những tình huống mà Quisku đầy lẻ. Lượng tiền của Quisku cũng đã là ngang bằng so với KA, khi mà KA đã phải nằm tới 3 lần kể từ đầu ván đấu đến giờ. Thế rằng cái tình huống mà luyện ngục lao vào Lạc Lạc đấy thì bên phía ITD họ cũng hơi kiểu quắn khi không dám lao vào tấn công ở Lạc Lạc. Có một mình Lạc Lạc ở đó, cùng với đó là phần nào đó là Chobit mà thôi, thì cái việc có đông người hơn của ITD sẽ giúp cho họ có được ưu thế nếu như đánh nhau trong tình huống đó. Nhưng họ lại sợ các thành viên của bên phía IGP họ đã ra rồi và có thể tập kích. Ở đây thì đang có dòng bạo chúa được ăn bởi đó là BlayS. Kiệt Anh đang có mặt ở đây nhưng Kiệt Anh kéo bởi thành viên bên phía của ITD, và vừa rồi thì BlayS đã phải nằm xuống nhanh quá khi đã có một tình huống lấy đi cái mạng của người đi rừng bên phía của ITD. Nhưng tà thần, nhưng con rồng hắc ám thì xin lỗi các bạn, chính xác hơn là nó là con rồng bạo chúa, thì cũng đã thuộc về thành viên của ITD. Họ có lợi về mục tiêu lớn nhưng bây giờ đang có sự thiệt thòi về mặt con người. Cố gắng lấy lại điểm hạ gục của Chobit hay chăng đây? Chobit đang yếu máu khá nhiều, anh ta vẫn có thể quẩy được. Martin mới đang là người yếu máu. Ở ngoài BayFest đang được xả khá nhiều sát thương nhưng anh ta đang lựa chọn cho mình góc bắn. KA phải nằm xuống, Lạc Lạc vẫn tiến lên. Trước đó thì Chobit cũng đã phải nằm lại rồi. Đó là một điểm double kill dành cho người hỗ trợ của bên phía In The Dark, đó là Garrix. Bây giờ thì BabyFat cùng Ki mới tới. Ki cùng với KA ngăn cản được, không ngăn cản được việc ITD có được con rồng bạo chúa, nhưng họ hạ gục được người chơi đi rừng của đối phương. Nhưng ở phía trên bản đồ thì Martin đã làm tốt với việc lấy thêm được cái trụ thứ hai ở khu đường trên, cùng với đó là xả ra rất nhiều sát thương để cho người chơi hỗ trợ của mình kết thúc đi cả Chobit cũng như là KA. Chobit và KA đã phải nằm xuống một lần nữa, và bây giờ thì đội xanh, tức là IGP Gaming, họ đã yêu cầu là sẽ dừng ván đấu thứ ba này lại một chút. Một ván đấu mà theo tôi thấy là cũng rất hấp dẫn, rất thú vị, cũng giống với những gì mà chúng ta đã chứng kiến ở trong ván 2. Ở ván 3 này thì thế trận cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang tương đối là cân bằng, và thậm chí là đang nhỉnh hơn một chút dành cho In The Dark khi mà họ đã ăn xong cho mình con rồng bạo chúa. Theo như tôi nhớ, cái lượng tiền chênh lệch mà In The Dark đang có được trước IGP Gaming là khoảng 3.000 tiền. Thế trận kể từ đầu ván đấu đến giờ thì đảo chiều liên tục và khi thì đội này có được lợi thế và khi thì đội kia có được lợi thế. Nó đến từ một phần xuất sắc của đội còn lại, và nó cũng đến từ phần quăng game của sai lầm và những sự sai lầm của đội tuyển vươn lên dẫn trước. Để đến bây giờ thì cũng như ván đấu thứ hai mà thôi, thật khó để nói trước được kết quả của ván đấu này. Khi mà về mặt tâm lý thì tôi nghĩ rằng là các thành viên của In The Dark đang là những người có được lợi thế. Họ đang có tâm lý tốt hơn so với đối thủ. Lúc nào cũng vậy thôi, trong nhiều môn thể thao theo kiểu đối kháng, kể cả là eSports hay là môn thể thao bình thường, việc một đội tuyển ở cửa trên thi đấu ở đội tuyển cửa dưới, bị đội tuyển cửa dưới gỡ hòa thì chắc chắn là đội tuyển cửa trên họ sẽ phải gặp nhiều áp lực hơn trong cái trận đấu quyết định, trong những khoảnh khắc quyết định. Và bây giờ thì sự thoải mái đang đến từ những thành viên của bên phía In The Dark. Họ đang đứng trước một cơ hội để có thể vượt lên trên của IGP Gaming ngay trong vòng đấu đầu tiên của mình, và đó sẽ là một cái bước đệm cực kỳ lớn về mặt tâm lý để cho In The Dark tiến thêm vào những trận đấu tiếp theo ở giai đoạn vòng bảng. Vòng bảng của đấu trường danh vọng Serie B sẽ diễn ra vào cuối tuần này và cuối tuần sau, là chúng ta sẽ tìm ra được 3 đội tuyển tiến vào vòng đấu chung kết. 3 đội tuyển dẫn đầu vòng bảng thì sẽ có mặt ở vòng chung kết, và nó sẽ diễn ra với thể thức là bo 5.
cũng giống như những gì mà nó sẽ diễn ra ở tại đấu trường danh vọng Serie A. Vòng chung kết của đấu trường danh vọng Serie B thì ngoài việc tìm kiếm ra nhà vô địch thì sẽ tranh nhau, đội thứ 3 và đội thứ 2 thì sẽ tranh nhau suất để lên thăng hạng tại đấu trường danh vọng của chúng ta. Nó cũng giống như việc là các đội cạnh tranh để giành tới tấm vé đi AWC 2019 sắp tới tại đấu trường danh vọng Serie A của chúng ta, nơi mà Box Gaming, Adonis Esports và Team Flash sẽ làm hết sức mình để hoàn thành những mục tiêu của họ ở mùa giải năm nay. Và vào cuối tháng này, chính xác là vào ngày 25 tháng 5 thì chúng ta sẽ có được vòng đấu chung kết của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 Serie A của chúng ta. Trong quãng thời gian chờ đợi thì hoàn toàn những trận đấu tại đấu trường danh vọng mùa xuân Serie B sẽ là thứ điểm tâm dành cho quý vị khán giả, người mà sẽ chắc chắn là bận rộn trong mùa hè tới đây, khi chúng ta có rất nhiều những giải đấu hấp dẫn với đấu trường danh vọng mùa xuân Serie B, với vòng chung kết của đấu trường danh vọng mùa xuân Serie A, với đó là AWC 2019 sẽ diễn ra vào thời điểm tháng 7. Rất nhiều những giải đấu mà chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi và theo dõi. Còn về ván đấu này, về đấu trường danh vọng Serie B thì sau khi ván đấu đầu tiên khép lại thì có lẽ là tất cả đều ngỡ rằng là cả hai đội đang có một khoảng cách quá lớn và sẽ là một ván đấu 2-0, trận đấu 2-0 dành cho ISP Gaming. Nhưng những gì nó đang diễn ra ở trong hai ván đấu tiếp theo, sự bùng lên đến từ các thành viên bên phía In The Dark và sự trùng xuống đến từ ISP Gaming khiến cho ván đấu đang trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, và chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì tại đấu trường danh vọng CB năm nay cả, là như với vậy, những gì đang diễn ra. Là như vậy, đó là những sự thú vị mà chúng ta hoàn toàn bất ngờ khi mà được trải nghiệm ở trong trận đấu đầu tiên này. Lạc Lạc, một lần nữa lại phải nói lại câu chuyện Lạc Lạc đã nói rằng là đội tuyển mà anh ta gọi là đáng gờm nhất đó chính là In The Dark, cùng với đó là EVOS Esports. Thì bây giờ trong trận đấu đầu tiên với In The Dark, chúng ta cũng nhận ra rằng những lời của Lạc Lạc không phải là đại bôi đâu, anh ta cũng ngán ngại thật đối với trường hợp của In The Dark. In The Dark chính là đội tuyển mà đã lên ngôi vô địch ở vòng loại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là đội tuyển có thực lực với những gì mà họ đã thể hiện ở trong ván đấu thứ hai và trong khoảng một nửa ván đấu thứ ba mà chúng ta đã được chứng kiến. Sẽ là một quãng thời gian còn lại ở ván đấu thứ ba này rất đáng chờ đợi để xem là In The Dark liệu rằng họ có thể tạo ra được bất ngờ đầu tiên của mùa giải Serie B năm nay hay không. Thì bên phía của IGP, họ với việc họ thua trong ván đấu thứ hai thì đây là một bất ngờ rất lớn, khi mà nhìn vào những thành viên mà IGP Gaming đang có trước đây đã mạnh rồi chứ không phải là yếu một chút nào cả, có thêm sự bổ sung của Kiệt Anh, của Chobis và vẫn đã phải nhận thất bại. Tôi nghĩ rằng một phần đến từ việc là cái việc lắp ghép của những thành viên mới trong đội hình của IGP Gaming chưa thực sự là được trơn tru và nhuần nhuyễn. Có thể là như vậy, khi mà ở trong ván đấu đầu tiên chúng ta thấy một Chobis rất hay, thấy một KA chơi cũng ổn và một IGP Gaming thể hiện sức mạnh vượt trội hơn hoàn toàn so với đối thủ của mình, nhưng sang đến ván đấu thứ hai thì điều đó lại không còn diễn ra một cách trơn tru như vậy nữa dành cho IGP Gaming, và kết quả là họ đã phải chịu thua. Đến ván đấu thứ ba này họ cũng đã có những thời điểm vươn lên dẫn trước, họ đã tiến vào rừng xâm lăng rừng của đối phương một cách cực kỳ mạnh mẽ và chuyên nghiệp, cướp bùa dễ luôn. Họ cướp bùa hai lần với không có một sự phản kháng nào đến từ In The Dark cả. In The Dark họ dường như là họ không ngờ đến việc là IGP họ cướp bùa một cách ngang nhiên đến vậy, ngay đầu trận đã lao thẳng bùa đỏ của mình rồi. Và người đi rừng bên phía của In The Dark đó là PlayS thọt vô cùng, anh ta lượng tiền là rất ít và level thậm chí là thấp hơn so với những thành viên của chính bên phía In The Dark. Nhưng cho đến hiện tại thì những tình huống giao tranh vẫn đang là ưu thế mà In The Dark có được trong những tình huống họ đối đầu với IGP Gaming. Hoàn toàn hợp lý là như vậy, khi mà bên phía của IGP Gaming họ cướp rừng rất chủ động, nhưng ở trong những tình huống giao tranh ở hang rồng họ cũng đến với hang rồng một cách cực kỳ chủ động. Tuy nhiên thì ở trong những pha giao tranh họ lại là người thua thiệt hơn. Ở con rồng đầu tiên họ bị mất rồng với một pha băng vào và có được sát thương cuối cùng lên con rồng đến từ Nofia. Sau đó thì họ giao tranh thua để mất 4 người. Ở con rồng thứ hai họ là những người có được con rồng, nhưng sau con rồng đó thì họ lại tiếp tục mất đi 4 người và để rất nhiều lợi thế rơi vào tay của In The Dark. Mới nhất thì chúng ta có con rồng bạo chúa đã bị ăn bởi đó là In The Dark, và con rồng này nó sẽ mang lại khả năng giao tranh tốt hơn cho In The Dark, cũng như là ưu thế mà họ có thể có được trong những phút tiếp theo. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một điểm ngoặt của trận đấu này, và tôi hoàn toàn tin vào việc là In The Dark có thể có được chiến thắng trước IG Gaming. Vào lúc này thì chúng ta đang có một chút trục trặc về mặt kỹ thuật. Lần đầu tiên mà CDB được tổ chức ở đấu trường danh vọng thì đã
phải đối đầu với một số những cái sự cố không mong muốn. Thì rất mong quý vị các bạn hãy chờ đợi một chút trước khi mà chúng ta đến với game đấu thứ 3, game đấu quyết định, một nửa game đấu thứ 3 là đúng hơn. Rõ ràng đây là một lỗi mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên mà đấu trường danh vọng CB được diễn ra, và vạn sự khởi đầu nan, tôi nghĩ là như vậy. Và với cả các đội tuyển nữa, In The Dark họ cũng đã có ván đấu đầu tiên rất nan đến từ ván đấu đầu tiên của bên phía In The Dark. Nhưng ván đấu thứ hai thì đúng là nó bắt đầu trôi hơn, và ván đấu thứ ba là khá trơn dành cho những gì mà In The Dark đang làm. Một trong những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ở đấu trường danh vọng Serie B đó là việc những đội tuyển mới họ sẽ tạo ra những làn gió mới đến cho giải đấu chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile Việt Nam. Ở cái hạng đấu càng cao thì đẳng cấp của các đội tuyển tham dự càng cao, và cái cách chơi của họ càng theo cái kiểu là kiểm soát mục tiêu nhiều. Nhưng ở những hạng đấu thấp hơn thì đôi khi các đội tuyển họ chỉ hướng đến việc là giao tranh tổng mạnh, và có thể là đâu đó tạo ra những cái quân bài dị, những cái cách chơi mới, tạo ra cảm hứng cho người theo dõi Liên Quân Mobile. Quay trở lại với những diễn biến của ván đấu thứ 3, bây giờ là thời điểm mà lượng tiền đang là nhỉnh hơn khoảng 4.000 tiền dành cho bên phía Queen's Dark. Họ cũng vừa mới ăn xong cho mình một con rồng bạo chúa Kiskun ở đây và cướp được con bùa đỏ. Cướp được con bùa đỏ, và những sức ép mà Chris Kuhn đang mang lại ở khu vực đường đơn là cực kỳ nhiều. Trong khi đó thì Cho Biết cùng với Lạc Lạc đang là những người gần hang tà thần Xê Gia nhất, nơi mà In The Dark vẫn đang kiểm soát tầm nhìn ở trong những cái bụi với Garris, với Blaze và với cả Novia. Martin đang lớn lắm rồi, Martin bây giờ đang có trong tay số tiền là 9.900 và chỉ còn một đồ nữa thôi là sẽ full. Đó nhiều khả năng sẽ là cái gì nhỉ, thương xuyên phá à? Thương xuyên phá lên ở cuối trận à? Martin có thể là kiếm Muramasa. Kiếm Muramasa là thứ đồ cuối cùng mà Martin sẽ lên. Bắn sẽ là rất thấm đến từ Cafeni. Ở chiều ngược lại thì Babyfest đang chơi không hẳn là quá tốt, mặc dù anh ta cũng đang có lượng tiền là ổn nhất bên phía của IGB Gaming. Nhưng vẫn sẽ còn hai đồ nữa thì Babyfest mới có thể sốc sát thương, khiến cho thành viên của bên phía In The Dark họ bị yếu đi. Nhưng vừa rồi Martin lên hơi cao và anh ta dính một quả tên lửa của Joker, đã yếu máu và lùi về rồi. Con tà thần Seiza đang xuất hiện ở đây. Nó sẽ là sự tranh chấp đến từ các thành viên của cả In The Dark lẫn IGB Gaming. Blazes bị cấu máu, IGB đang tràn lên khá hổ báo và họ đã chiếm được cái bụi cỏ quan trọng này. Trong khi đó thì Chris Kuhn vẫn đang thực thi chiến thuật 1-4 khi anh ta liên tục ở một đường đơn. Và bây giờ thì KA đang tiến lên để cản lính từ rất xa. Chris Kuhn cũng làm điều tương tự khi mà ở phía phần còn lại của bản đồ, nơi gần hang con tà thần xê ra, thì mỗi bên đang có 4 người. Và bây giờ thì cả hai người chơi đường đơn sẽ chạm mặt nhau trong tình huống di chuyển về với những người đồng đội của mình. KA là người chủ động hơn, nhưng sử dụng chiêu cuối không chính xác tới từ KA. Kèo lửa trượt đến từ KA. Và lúc này thì tôi vừa nhìn thấy là Nofia cũng đã phải quay trở về để hồi phục. Tương tự đó là trường hợp của Martin, những người đã bị cấu máu khá nhiều bởi đó là Babyfest. Babyfest lúc này bắn cũng khá đau rồi đấy, chứ không phải là quá yếu đâu. Những quả tên lửa của anh ta được bắn ra cũng đã có thể khiến cho những thành viên yếu máu bên phía đối thủ phải rón rén và đã phải lùi để có được những lượng máu đầy đủ nhất quay trở lại để tham gia vào giao tranh. Vẫn đang rình rập rất nhiều đến từ con tà thần Seiza này, cố gắng chiếm cho mình càng nhiều tầm nhìn càng tốt, và cứ người đẩy vào thì người lại rút ra từ nãy đến giờ. Đúng là như vậy, chưa đội nào thật sự có quyết tâm. Nhưng mà như thế này thì những lợi thế về tiền mà In The Dark có được sẽ dần dần bị trôi đi khi mà thời gian của ván đấu sẽ trở nên lâu hơn. Babyfest không phải nằm lại. Nofia đang tiến lên cùng với những người đồng đội của mình. Garris cuối cùng thì cũng đã hạ gục được Babyfest rồi. Chiêu cuối được xả ra đến từ Martin. Lạc Lạc Cho Biết thấp máu và sẽ phải lùi về nhà để hồi phục. Bây giờ thì khoảng trống là quá nhiều rồi, sau rất nhiều thời gian kéo cưa lừa xẻ thì cuối cùng thì In The Dark cũng đã tấn công một cách mãnh liệt, và họ có được thành quả khi có được điểm hạ gục của người chơi xạ thủ bên phía đối phương và đẩy toàn bộ đội hình của đối phương về để cho Blaze cùng với Nofia có được khoảng trống và ăn con tà thần Seiza này ở phút thứ 14. Một lần nữa thì lại là một tình huống đột kích thành công đến từ In The Dark. Họ khiến cho sát thương chủ lực của bên phía IGP, một người cũng có sải tay khá dài là Babyfest, đã phải nằm xuống. Cho Biết đang lạc lại một lần nữa ở đây và dính chiêu của Martin, anh ta đã phải lùi về với chỉ một nửa cây máu mà thôi. Còn tà thần Seiza đã được ăn xong bởi các thành viên bên phía In The Dark, và họ chắc chắn rồi sẽ nhiều khả năng có được cho mình cái trụ bậc thêm đầu tiên. Bây giờ thì vẫn đang có mặt ở khu vực hang tà thần, không hiểu là để làm gì. Tôi nghĩ rằng họ cần phải đẩy nhanh tốc độ của trận đấu này lên ở thời điểm này, chứ thay vì là tiếp tục farm những con quái ở khu vực phần rừng nhà mình, nó sẽ tạo cơ hội cho bên phía của IGP Gaming họ tiếp tục lớn, đặc biệt là trường hợp của Babyfest và cả Ki nữa, khi mà Ki cũng đã gần full đồ với khoảng hơn 10.000 tiền rồi. Đến giai đoạn về sau thì những thành viên như Nofia hoặc Martin
khi dính một chiêu du hành thứ nguyên đến từ Ki thì sẽ tụt máu không phanh khi vừa giữ lại được con bùa đỏ của mình trước những sức ép mà bên phía In The Dark tạo ra. Có lẽ là In The Dark đang chờ đợi con rồng bạo chúa tiếp theo của ván đấu, nó sẽ ra đời ngay sau đây thôi. Họ vừa thả rồng tiên phong ở khu vực đứng giữa để tập trung người lại với nhau ở khu vực hang rồng bạo chúa này. Nô Fear đá rất đau vào người của Babyface và Babyface đang yếu máu rất nhiều rồi. Blaze lao đến nhưng dính một cái nhất dương chỉ còn một nửa cây và buộc đã phải quay trở lại rồi. Năm người của IGP ở đây cùng với năm người của In The Dark. Tôi đồng ý với quan điểm của bình luận viên anh Dũng về việc là In The Dark họ chờ con rồng bạo chúa này và sẽ ăn nó hoặc là sẽ theo kiểu là mồi nhử để cho các thành viên của IGP họ phải ra để giao tranh. Và điều đó đã xảy ra, cho biết lao đến luyện ngục của Lạc Lạc cũng đã được lao và hất tung được hai người. Bên phía của In The Dark họ vẫn đang có thể xả sát thương với việc là Martin cùng với No Fear ở phía sau, nhưng Chris Ku thì không, anh ta sẽ phải nằm xuống với việc Chobit và KA đã dí theo rất sâu. Chris Ku quay trở lại và cố gắng chui vào trong khu vực trụ này để trụ có thể bắn vào người của Kiệt Anh, bắn vào người của Chobit, nhưng anh ta có thể thoát được đi hay không? Đây câu trả lời là có. Khi mà quá thiếu sát thương đến từ Chobit cũng như là KA phải mất đi thêm cả cái hồi máu nữa khi mà Martin tới, bây giờ thì BBFS mới quay trở lại. Nhưng rõ ràng đó là một tình huống ở hang rồng bạo chúa thành công đến từ IGP Gaming khi họ có được một điểm hạ gục, họ có được con rồng bạo chúa, nhưng tên lính đẩy vào quá nhiều khu vực đứng trên, không ai phòng ngự cả. Đây là khả năng chơi macro tốt đến từ In The Dark và họ có được một đường lính siêu cấp đầu tiên. Bây giờ thì Chobit đang bị bắt lại bởi No Fear, mất đi chiêu cuối. Lạc Lạc cũng mất đi luyện ngục để có thể nhảy về. Babyface ra bắn để cho những người đồng đội của mình có thể về để hồi phục. Cả bốn thành viên này của In The Dark đang có quyết tâm lấy đi cái đường lính siêu cấp thứ hai. KA tiến ra nhưng có lẽ là không kịp rồi, đúng là không kịp khi mà đường lính siêu cấp thứ hai đã có dành cho In The Dark ở trong ván đấu thứ ba này. Lần này thì tỉnh táo hơn đến từ In The Dark, họ lấy xong đường lính siêu cấp là quyết định quay trở lại. Bây giờ thì IGP họ chỉ thiếu đi một mình Ki mà thôi, vẫn còn bùa lợi của con rồng bạo chúa dưới chân. Và nếu như giao tranh thì IGP sẽ không sợ gì so với các thành viên của In The Dark cả. Tiếp tục sẽ là thế trận kéo cưa lừa xẻ, bởi lẽ lúc này thì lượng tiền cũng đã không còn là vấn đề gì lớn nữa dành cho cả hai bên. Sẽ là những tình huống mà đôi bên sẽ tìm cách rình rập để bắt lẻ lẫn nhau. Đây là thời điểm mà xạ thủ của cả IGP Gaming lẫn In The Dark sẽ cần phải giữ vị trí cho mình thật là tốt. Ở giai đoạn khoảng 3-4 phút trước đó thì Martin là người có được lượng tiền rất tốt và anh ta hoàn toàn có thể làm được tốt hơn. Nhưng bây giờ thì Babyface hoàn toàn là cân kèo với Martin rồi, anh ta cũng đã lên xong toàn bộ món đồ của mình. Blaze lao vào chém vào ai thế kia. Phía sau thì Martin đang xả sát thương nhưng Blaze đã bị kẹt lại và dính chiêu của Ki, anh ta đã phải nằm xuống. Vào lúc này thì bên phía của In The Dark họ đã bị thiệt người, nhưng đó là Omen của Chris Ku đang đẩy rất sâu khu vực đường trên. Liệu rằng các thành viên của bên phía IGP họ có vẻ được phòng thủ được không? Câu trả lời sẽ là có, khi mà lính vẫn còn là tương đối là cao. Lính vẫn còn ở xa so với những gì mà Chris Ku dự định, thế nên là không có một tình huống backdoor nào dành cho In The Dark ở trong tình huống vừa rồi, một tình huống mà Blaze băng vào. Nhưng ở thời điểm này rõ ràng là sát thương đến từ Ki cũng đã là rất lớn rồi, và ngay lập tức Blaze bốc hơi khi không ám sát được bất cứ một thành viên nào của IGP Gaming cả. Rõ ràng là về thế trận với Omen đẩy lẻ ở một cánh cực kỳ khó chịu thì In The Dark sẽ khiến cho IGP Gaming cực kỳ khó chơi khi họ đã có được hai đường lính siêu cấp. Nhưng họ hãy coi chừng, chỉ một tình huống quét sạch thôi là kết quả của ván đấu sẽ có thể thay đổi. Nó có thể thay đổi một cách chóng mặt chứ không phải là thay đổi cái bình thường. Đây No Fear đang dí vào ở phía sau thì Cafe đang xả khá nhiều sát thương. Lạc Lạc đến để tạo ra một cái dàn chắn. Và ở đây thì chỉ có ba người của ITD mà thôi, họ đã thiệt thòi trong tình huống giao tranh đó. Vừa rồi là mạng hạ gục mà Babyface đã có được. Garrix đang kẹp Kiệt Anh vào giữa, nhưng lúc này thì Kiệt Anh cũng đã có sự hỗ trợ của ba người đồng đội của mình. Không, đó là bốn. Garrix mới đang là người bị quay trong tình huống này, nhưng anh ta là voi và hoàn toàn có thể chạy đi được. Khỏe như voi đến từ Garrix khi mà thật khó để bắt được một chú voi ở thời điểm mà anh ta cũng đã full cấp rồi, độ cũng như là có một lượng đồ rất lớn rồi. Nhưng KA hãy coi chừng những phát chém đến từ sau lưng đến từ Blaze. Garrix làm chậm KA, nỗ lực thoát về nhưng không thành công rồi khi Martin là người có để mạng gục. Lại một lần nữa thì IGP Gaming mất người, nhưng In The Dark cũng không có đầy đủ cả năm thành viên ở đây. Họ đang tiến vào phần rừng của đối phương, cho biết lùi về sau khi lấy được lượng thông tin về tầm nhìn của đối thủ dành cho những thành viên còn lại của IGP Gaming. Vẫn còn đó là Babyface để cho IGP Gaming có thể hy vọng được ở trong những tình huống phòng ngự và giao tranh tổng cục với đối phương. Ở In The Dark họ chắc chắn rồi sẽ ăn cho những tà thần Caesar này để có thể lấy đi cái trụ cuối cùng ở bậc thềm khu vực đứng dưới mà IGP Gaming đang có vào lúc này. Thế lính IGP đang có được ở khu vực đứng dưới cũng là tương đối cao. In The Dark sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để đẩy cao lính khu vực đứng dưới trước khi thả ra con đường rồng tiên phong Bolester để nó nhổ vào cái trụ đứng dưới, mang lại cơ hội chiến thắng nhiều hơn dành cho đội đỏ trong ván đấu này. Lúc này thì chắc chắn rồi sẽ không cần quan tâm đến lượng tiền của đôi bên nữa. Liên tục là bán đồ và mua đồ đến từ thành viên của cả hai đội. Thả ra con rồng tiên phong ở hang của con rồng và nó sẽ di chuyển xuống khu vực đường dưới
đường còn lại duy nhất của ISP Gaming. Và nếu như họ mất đi đường này, sân bay của họ được hình thành, thì sẽ thật khó để cho ISP Gaming có thể lật ngược lại kèo này ở trong ván thi đấu này, khi mà trong đội hình của In The Dark luôn luôn có một omen đẩy lẻ cực kỳ khó chịu đến từ Crisco. Cafeni đã bán giày rồi và sẽ all in trong tình huống này. Ba thành viên của IGP đang có mặt ở đây, có khoảng hai con xe với hai con lính đang cũng đang tràn vào khu vực trụ đường dưới này, sẽ là đánh nhau to đây. Ở phía sau thì Bayfet vẫn đang xả ra thương, KA đang băng vào tương đối sâu, anh ta kéo được một thành viên của bên phía In The Dark. Luyện ngục bây giờ mới tạo ra hất tung được hai người và chắc chắn sẽ là quỷ kiếm để chấm dứt được Martin. Bây giờ thì con rồng đang nhổ các thành viên của IGP chứ không phải là cái trụ, và kế hoạch công thành của bên phía In The Dark họ thất bại toàn tập trong tình huống này. Kéo được một thành viên và đó là thành viên quan trọng nhất trong đội hình của In The Dark. Đây là kế hoạch mà KA đã muốn làm rất nhiều lần rồi, nhưng đến lần này thì anh ta mới có thể làm được thành công. Lấy được hai điểm hạ gục của đối phương nhưng cũng chưa thể tấn công lên ngay được, khi mà thế lính của bên phía In The Dark vẫn đang là rất khó chịu dành cho các thành viên của IGP Gaming. KA sẽ là người ở nhà để phòng ngự cùng với ba con lính này. Liệu Kỳ, Lạc Lạc và Bayfet sẽ làm được những gì trước sự truy cản đến từ Nofia và Garris? Có vực hỗn loạn được bật lên để hóa giải đi cái ma trận thứ nguyên cho Bit tới cùng với những người đồng đội của mình, để KA lại ở nhà phòng ngự. Nhưng thời điểm khoảng 10 giây nữa khi mà Martin ra sẽ là thời điểm mà IGP Gaming phải thoát về, và tơn lính thì cũng đã được giải quyết hết với những người còn lại của In The Dark ở trên bản đồ. Ở trong tình huống công thành của các tuyển thủ bên phía của In The Dark thì Cafeni tôi để ý rằng đã bán đi đôi giày của mình, và có thể đó là một trong nguyên do khiến cho Kiệt Anh có thể đu vào người của Cafeni tốt hơn. Lạc Lạc đang bị dí bởi đấu phi, Lạc đang yếu máu quá nhiều, nhưng anh ta là Malok và cũng đang còn giáp hồi sinh nữa. Con rồng bạo chúa đã thuộc về Ki, và bây giờ thì Ki cũng đã nhận cho mình đó là cái quyền năng hắc ám. Và trong những tình huống giao tranh tiếp theo thì IGP họ sẽ còn đáng sợ hơn với việc là có bùa lợi của con rồng bạo chúa ở dưới chân. Sẽ là một nguồn sức mạnh được tăng tiến đáng kể với bùa lợi của rồng bạo chúa nằm trên người của các thành viên bên phía của IGP Gaming. Ở thời điểm này thì đã có tới 5 cái giáp hộ mệnh nằm trên người của cả 5 thành viên bên phía IGP Gaming, một khả năng tái giao tranh rất tốt khi mà ở bên phía bên kia In The Dark cũng chỉ có một cái giáp hộ mệnh đang nằm trên người của người chơi đi rừng của họ là Bless mà thôi. Tổng cộng là 11 mạng cho các thành viên của IGP Gaming tính cả cái quyền năng hắc ám. Không, nói đúng hơn là 12 mạng với cái liềm đặt mệnh mà Bayfet đang có trong tay, cộng quyền năng hắc ám của Ki với vị tướng đó là Darcy, và 5 cái giáp hộ mệnh mà các thành viên của IGP Gaming đang có. Chắc chắn là họ sẽ rất muốn tổ chức giao tranh ngay trong tình huống này đây. Ba người của ITD đang có ở đây. KA một lần nữa dí vào hơi sâu, nhưng anh ta có thể thoát ra được hay không đây? Martin xả sát thương nhưng những gì mà anh ta tạo ra là không đủ để khiến cho KA phải nằm xuống. Lạc Lạc đi vào đâu đây? Anh ta có một pha luyện ngục không chính xác, nhưng không sao cả. Crisco mới là người bị kẹt lại và có hai điểm hạ gục dành cho bên phía của IGP Gaming. Họ sẽ tiếp tục tiến lên ở khu vực đường trên. Blaze đang đẩy lính là khá cao, nhưng anh ta sẽ phải về để phòng ngự trong tình huống này. Sự lợi hại của Joker được thể hiện khi một tình huống mà Vefet nhảy vào ngay lập tức Martin bốc hơi. Bây giờ thì tên lính đang được đẩy lên, Nofia cùng với Garris đang nấp ở trong cái bụi này. Garris tiến ra bật lên vực hỗn loạn nhưng Ki không quan tâm lắm, anh ta vẫn còn một con lính và đang muốn tấn công vào trụ. Vefet không còn lại một lượng máu quá đủ đầy, nhưng anh ta còn liềm, anh ta còn giáp hộ mệnh trên người. Garris đang mất đi khá nhiều máu nhưng vẫn có thể lùi về được một cách đơn giản bởi vì anh ta là Châu Nà, anh ta có khả năng hóa giải hiệu ứng khống chế. Một con xe cuối cùng nó cũng đã được dọn đi. Nofia bây giờ đá đau quá và Chobit yếu máu rất nhiều, Bayfet yếu máu quá nhiều, và những con lính cũng được giải quyết một cách đơn giản bởi các thành viên bên phía của In The Dark. Bây giờ thì họ có thể phòng ngự được không quá khó khăn gì cả, với việc là vẫn còn nguyên cả dàn trụ bậc thềm. Trụ đường giữa bị câu máu tương đối nhiều nhưng họ vẫn đang còn dàn trụ bậc thềm. Và bây giờ tôi nghĩ rằng In The Dark sẽ cần phải tổ chức tấn công một cách mạnh mẽ hơn vào khu vực trụ đường dưới và khôn khéo hơn. Thay vì trước đó họ đã lao vào Cafeni bị tiêu diệt một cách nhanh quá, thì bây giờ cần phải bảo kê tốt hơn cho Cafeni. Những cú đấm chân không của Nofi ở thời điểm này đã cực kỳ lực rồi. Bayfet đang ở trong phần hang của con bùa đỏ, anh ta vừa ăn xong cho mình con bùa đỏ. Trong khi đó thì camera vừa quay vào Blaze, anh ta đã có một quá trình rình rập khá lâu trong cái bụi ở gần hang rồng. Nhưng cuối cùng thì bây giờ thì cũng đã phải lùi về rồi. Con tà thần xê ra tiếp theo sẽ còn khoảng 16 giây nữa là ra đời. Còn đây là biểu đồ về lượng tiền. Có một sự... đúng là cả hai đã có những thời điểm vươn lên, thậm chí là đội đỏ, đội In The Dark đã vươn lên rất nhiều, nhưng cuối cùng thì nó lại trở về thế cân bằng. Mặc dù có hai đường lính siêu cấp dẫn trước nhưng In The Dark vẫn chưa biết cách nào để kết thúc đi ván đấu này. Đội hình của In The Dark đang bị chia đôi ra với tình huống này, chính xác hơn thì họ đang khá là phân tán. Ở đây thì Garrix là người đã cố gắng có mặt để lấy đi tầm nhìn càng nhiều càng tốt. IGP họ đang di chuyển cùng nhau khá nhiều, trong khi đó họ chỉ cắt cử một mình KA để phòng ngự cái trụ khu vực đường dưới này, và như thế là đủ. Khi mà In The Dark họ cũng chỉ có Omen là người
lãnh trách nhiệm là đẩy càng cao khu vực đường dưới càng tốt mà thôi. Bây giờ thì In The Dark họ sẽ tụ tập lại nhiều hơn. IGP Gaming đang cần phải có những sự can thiệp vào con tà thần Seiza này, khi mà PlayS đang chém quá nhiều vào con tà thần đó. Chobit đang lao đến, có giật được tà thần không? Câu trả lời đó là không. Ở đây Garix đang yếu máu rất nhiều, nhưng anh ta bật cho mình cái vực hỗn loạn và có thể chạy đi được. ITD họ đã có được cho mình con tà thần Seiza và thoát thân thành công với cả 5 thành viên. Sau đó thì là một chiêu cuối được xả ra đến từ Martin, khiến cho IGP mình cũng không thể làm được gì. Thêm một con tà thần Seiza nữa được ăn, đã là 3 con tà thần Seiza mà In The Dark có được trong ván đấu này rồi, nhưng họ vẫn chưa thể nào lấy đi đường lính siêu cấp cuối cùng để tạo ra sân bay dành cho IGP mình. Bless hãy coi chừng, anh ta đã dính ma trận thứ nguyên trang không. Như vậy là Bless có thể thoát về được. Có thể thoát về được. Bây giờ thì Omen lại đang đẩy khu vực đường trên. 4 người của ITD có mặt ở đây và sẽ gây sức ép khu vực đường dưới này. Lạc Lạc đang đứng khá xa và cao. Chobit cũng vậy, anh ta bị cống máu rất nhiều bởi Martin khi ở đằng sau. Mưa liên thanh đã được xả ra, Chobit yếu máu rất nhiều và anh ta đã nằm xuống, nhưng vẫn còn đó là cái giáp thiên thần quay trở lại. Lạc Lạc tạo ra luyện ngục khiến cho Garix bị hất tung ở phía sau. Martin đang yếu máu nhưng anh ta vẫn có thể giữ được vị trí của mình để xả sát thương vào người của Chobit. Chobit mất giáp thiên thần rồi thì anh ta sẽ phải nằm mà thôi. Bây giờ thì bên phía của IGP Gaming họ đã mất đi Chobit, còn ITD còn nguyên cả 5 thành viên lính để tràn vào rất cao khu vực đường trên. 5 người của ITD muốn lấy luôn đi trận đấu này hay chăng? Đây họ vẫn đang xả sát thương ở phía sau. Garix đang băng đến ở tuyến đầu và PlayS lấy đi được mạng của Ki. ITD họ sẽ có được chiến thắng này. Lạc Lạc đã quá yếu rồi. BFS anh ta đã làm gì? Cố gắng phòng ngự khu vực trụ đường dưới. Đây là một quyết định sai lầm của Joker và đó là tỷ số 2-1 dành cho ITD. Quá bất ngờ với trận đấu đầu tiên của chúng ta. 2-1, một cuộc lội ngược dòng. Mặc dù đã phải mất rất nhiều thời gian trong ván đấu thứ ba, nhưng cuối cùng thì In The Dark vẫn là người có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của đấu trường danh vọng Serie B. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho họ. Một chiến thắng rất hay đến từ No Fear và đến từ Blaze, đến từ các thành viên của In The Dark trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn họ, trước một đại diện xuống với đấu trường danh vọng Serie B từ đấu trường danh vọng Serie A của chúng ta. Niềm vui thơ trẻ đến từ các thành viên của bên phía In The Dark, một làn gió mới mà chúng ta được chứng kiến ở đấu trường danh vọng Serie B. Những tưởng rằng một đội tuyển đã chơi một mùa tại đấu trường danh vọng Serie A sẽ có thể tạo ra một cái bóng lớn, một sự gọi là một tay che trời ở giải đấu hạng 2, nhưng điều đó đã không xảy ra ngay ở trong trận đấu đầu tiên này với việc cửa dưới đã lên tiếng. In The Dark mới là những người chiến thắng, còn đây là vẻ mặt tiêu nghỉu của Ki, của các thành viên bên phía của IGP Gaming. Một trận đấu mà tôi thấy rằng rất đáng khen đối với In The Dark, thực sự là như vậy. Họ không phải dễ để có thể chơi theo cái kiểu là câu kéo như vậy cho đến khi mà thời gian cứ trôi đi, cho đến khi mà đôi bên đã có lượng tiền bị bão hòa. Mặc dù đã có những thời điểm In The Dark họ đã thực sự là vượt lên về mặt lượng tiền, nhưng sau đó thì IGP họ quay trở lại có lượng tiền cân bằng, phòng thủ kiên cường, nhưng cuối cùng thì In The Dark vẫn là người đã có được chiến thắng một cách rất xứng đáng. Trong trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo mới thì Chobit cùng với KA đã phải nhận một thất bại rất cay đắng. Có lẽ là KA cũng đang khá tiếc nuối sau khi trận đấu vừa rồi kết thúc. Lẽ ra trong ván đấu mà anh ta cầm Omen thì anh ta phải chơi như cái cách mà Quisku chơi ở trong ván đấu này, đó là liên tục đi một mình gây ra sức ép khiến cho đội hình của đối phương bị phân tán và bị phân tâm. Và người đạt MVP ở trong ván đấu này đó là Garris với KDA là 3-2-13 với vị tướng Chau Na liên tục làm dàn chắn tiến lên phía trước, tạo tầm nhìn và câu được rất nhiều chiêu thức của đối phương, khiến cho những cái ma trận thứ nguyên của Ki gần như không phát huy được hiệu quả của mình. MVP hoàn toàn xứng đáng dành cho Garris với MVP point là 12.9. Một gương mặt khá lạ lẫm đối với những người hâm mộ ở Liên Quân Mobile đó là Garix. Nhưng có lẽ chúng ta dần dần sẽ phải quen với những con người này, những gương mặt này, những người đã tạo ra một bất ngờ rất thú vị ở trong trận đấu đầu tiên với IGP Gaming. Điểm lại một chút về điểm số thì Garix là MVP với KDA 3-2-13, điểm MVP point 12.9. Martin chơi khá tốt trong trận đấu này, theo tôi đánh giá là như vậy, anh ta phun đồ khá sớm. Nói chung bộ đôi Martin Garix trận này quẩy rất kinh và đã giúp cho bên phía của ITD có được ưu thế rất nhiều trong ván đấu quyết định với IGP Gaming. Nhìn sang bên phía IGP Gaming thì Lạc Lạc đã chơi không tồi, nhưng tôi thấy rằng thực tế thì những cái pha luyện ngục của Lạc Lạc nó hơi lạc lối, cũng như là cái tên của người chơi này vậy, không phải là tình huống luyện ngục nào anh ta cũng làm hoàn toàn là ổn. Nhưng về KDA thì Lạc Lạc là đẹp nhất, đấy là lý do mà anh ta có MVP bại mà thôi. Cùng một lượng chống chịu khá nhiều, trong khi đó thì KA, người chơi ở đường trên, cũng đã có một giai đoạn đầu tiên chơi cực kỳ tốt, cũng đã có những tình huống bắt được người chơi chủ lực của bên phía In The Dark, nhưng cuối cùng thì cũng không thể nào giải được bài toán khi mà Quisku với Omen liên tục tạo ra những sự khó chịu ở những khu vực đường đơn, đặc biệt là khi mà IGP mình đã để mất đi hai đường lính siêu cấp và cuối cùng thì họ đã để mất luôn ván đấu, mất luôn cả trận đấu này với một thất bại 1-2 trong một cuộc lội ngược dòng rất tốt đến từ In The Dark. Quá hay đến từ những gì mà In The Dark đã làm ở trong ván đấu này.
Mặc dù là người đi rừng của họ đó là Blaze không phải là có một trận đấu thực sự là hay cho đến tận cuối trận, thì những gì mà Quillen có thể tạo ra nó cũng không phải là quá ấn tượng. Anh ta cũng không phải là người bắt được vào chủ lực của đối phương trong những tình huống giao tranh quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng thì In The Dark đã cho thấy rằng họ có mặt ở đây là có lý do của nó. Chúng ta đã có được ván đấu được thứ 3 với chiến thắng cho In The Dark, khiến cho tỷ số này có tỷ số chung cuộc. Trận đấu này có tỷ số chung cuộc là 2-1 dành cho In The Dark. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh đẹp nhất của ván đấu thứ 3 vừa rồi, trước khi chúng ta hướng đến trận đấu thứ 2 của đấu trường danh vọng CDB.